chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 901, 500 tệ cũng không cho ông. Bác cả Tạ gia liền nhíu mày. 500 tệ, ai chuyển vào tài khoản cho ông ta 500 tệ? Nhưng ông ta nhanh chóng bỏ qua thắc mắc, trong đầu mừng thầm sung sướng. Không cần biết ai đã chuyển, 500 tệ này cũng đã vào tài khoản của mình rồi. Mặc dù tài khoản ngân hàng này để phục vụ cho các hoạt động của Tạ gia, thuộc về tập đoàn Tạ thị, nhưng trên thực tế, ông ta là người quản lý tài khoản. Kiếm được 500 tệ, chắc ai đó đã chuyển nhầm. Bác cả Tạ gia nở nụ cười hớn hở, bỏ điện thoại vào túi áo. Ồ, bác cả, ai vừa chuyển 500 tệ cho bác vậy? Tạ Dũng tò mò hỏi, dẫu sao vừa nãy tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của bác cả. À, tiền vốn của một cuộc buôn bán nhỏ thôi, bác cả tìm đại một lý do. Làm ăn gì mà chỉ có 500 tệ chứ? Vốn dĩ chẳng ai tin lời ông ta nói, nhưng mọi người cũng không để tâm lắm. Sau khi đuổi mẹ con Tạ Linh Ngọc, lúc này bọn họ đang rất vui mừng. Bây giờ chúng ta có tổng cộng 90% cổ phần, tiếp theo, phải vạch ra kế hoạch phát triển tập đoàn Tạ Thị. Đầu tiên, tôi cho rằng, nếu muốn tập đoàn Tạ Thị tiến xa hơn nữa, chúng ta cần phải huy động nguồn vốn lớn, do đó việc đưa tập đoàn ra thị trường là vô cùng quan trọng. Bác cả Tạ gia vạch ra kế hoạch phát triển to lớn. Đưa tập đoàn ra thị trường cũng là hòa hợp với bên ngoài, là hành động đưa cổ phiếu của công ty lên sàn chứng khoán để mua bán. Nói trắng ra, bây giờ tập đoàn Tạ thị trị giá 30 triệu tệ, nhưng tài sản 30 triệu tệ này đều nằm trong tay những người Tạ gia, hoàn toàn không dư thừa tiền mặt. Một khi cổ phiếu của tập đoàn lên sàn chứng khoán, tổng thể tài sản của công ty thật ra không có bất kỳ thay đổi gì, nhưng sau khi có người mua cổ phiếu, sẽ có nhiều vốn được rót vào tập đoàn, thực lực của tập đoàn sẽ lớn mạnh hơn. Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì với cách làm này, dù sao người phải bỏ cổ phiếu nhiều nhất khi công ty lên sàn chứng khoán cũng là bác cả, ai bảo ông ta nắm giữ nhiều cổ phần nhất chứ? Hoạt động này cũng phân chia theo tỷ lệ. Ví dụ, công ty quyết định đưa ra thị trường 10% cổ phần. Vậy thì mỗi cá nhân đều phải bỏ ta 10% số cổ phần trong tay mình. Nếu toàn bộ có 50% cổ phần thì phải bỏ ra 5% cổ phần mới được. 10% cổ phần của Tạ Linh Ngọc, chúng ta sẽ khấu trừ 1% sao, bỗng nhiên có người nói. Nghe thấy vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau. Theo lẽ thường, mỗi người sẽ lấy ra 10% số cổ phần trong tay để đưa ra thị trường. Nhưng bây giờ... Dẫu sao cũng đưa cổ phiếu ra thị trường, bọn họ muốn mượn cái cớ này để hung hăng làm thịt số cổ phần của Tạ Linh Ngọc. Dù bác cả là gia chủ nhưng muốn khấu trừ cổ phần của Tạ Linh Ngọc, cũng cần một cái cớ. Đưa ra thị trường, vừa vặn là một cái cớ phù hợp. Do đó trong đầu bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, hay là cứ khấu trừ cổ phần của Tạ Linh Ngọc nhiều một chút. Đúng, chúng ta nên khấu trừ cổ phần của Tạ Linh Ngọc nhiều hơn một chút. Dẫu sao trước kia công ty này cũng là của nó cũng là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Nếu lên sàn chứng khoán thành công, người có được nhiều lợi ích nhất cũng là nó, vì thế nó cần phải bỏ ra nhiều hơn, Tạ Dũng nói một cách trắng trợn. Nhưng chuyện như vậy không hề hiếm gặp ở Tạ gia, ngay lập tức, mọi người cũng phụ họa theo. Mọi người đều bỏ phiếu đồng ý. Tạ Linh Ngọc phải bỏ ra 5% cổ phần, bác cả cũng bỏ ra 5% cổ phần. Tổng cộng tập đoàn Tạ thị bán 10% cổ phần ra ngoài thị trường. Bác cả Tạ gia híp mắt nhìn mọi người, không nói gì nhiều đã đồng ý ngay. Dẫu sao, Tạ Linh Ngọc mới là đối thủ lớn nhất của ông ta, chỉ cần đuổi Tạ Linh Ngọc ra khỏi Tạ gia, còn lại những kẻ ăn hại vô dụng này, ông ta có thể dễ dàng đuổi ra ngoài, đến lúc đó, toàn bộ tài sản của Tạ gia đều sẽ thuộc về ông ta. Thấy bác cả gật đầu đồng ý, căn phòng VIP ngập tràn tiếng hoan hô reo hò. Vậy bây giờ mau chóng phân bổ số cổ phần của Tạ Linh Ngọc đi, mọi người giả vờ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù đưa cổ phiếu ra thị trường không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng bọn họ đã xác định chiếm đoạt cổ phần của Tạ Linh Ngọc, nên bây giờ chuyện này có thể tiến hành ngay. Bác cả cũng không chần chừ do dự, ông ta lập tức thao tác trên máy tính. Ngay sau đó, sắc mắt ông ta tối sầm lại. Ông ta không có quyền điều động 10% cổ phần của Tạ Linh Ngọc. Bởi vì 10% cổ phần đã không thuộc về Tạ gia, cũng không nằm trong tay Tạ Linh Ngọc nữa, mà nó đã thuộc quyền sở hữu của Chu Dương.
Chu Dương, Bác Cả nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Xảy ra chuyện gì vậy, vài người phát hiện ra điểm bất thường. Bọn họ vô cùng phẫn nộ khi biết 10% cổ phần đều đã chuyển sang cho Chu Dương. Bác Cả, mặc dù 10% cổ phần đó thuộc về Tạ Linh Ngọc, nhưng cũng dưới danh nghĩa Tạ gia. Tạ Linh Ngọc có quyền tặng cho người khác sao, Tạ Dũng hỏi. Thật ra câu hỏi này cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù Tạ gia đã thành lập một gia tộc, chê y danh nghĩa tất cả cổ phần đều thuộc về tập đoàn Tạ Thị. Nhưng bản cam kết cũng đã viết rất rõ ràng, mỗi người nắm cổ phần trong tay, đều có quyền hạn tùy ý điều động. Nói cách khác, Tạ Linh Ngọc có quyền tặng cổ phần của mình cho người khác. Dĩ nhiên, Tạ gia cũng có thể mượn cái cớ này để gây rắc rối cho Tạ Linh Ngọc, nhưng cũng không có ý nghĩa lớn lắm. Tặng miễn phí thì chắc chắn không được, số cổ phần đó không chỉ thuộc về nó, tối đa nó chỉ có quyền hạn điều động thôi, sắc mặt Bác Cả u ám, nói. Nếu Tạ Linh Ngọc bán số cổ phần này, thì sẽ có một số tiền lớn chuyển vào tài khoản của Tạ gia. Nhưng bây giờ, ông ta không nhận được tiền, trái lại còn mất cổ phần, điều này khiến ông ta điên tiết. Ông ta nhanh chóng bấm số gọi cho Tạ Linh Ngọc, cô bắt máy ngay. Tạ Linh Ngọc, tại sao cháu lại tặng cổ phần cho Chu Dương? Phải biết rằng, gia tộc tín nhiệm cháu, mới cho cháu quyền điều động 10% cổ phần, mặc dù cháu có quyền điều động nhưng cổ phần không phải của cháu. Thà rằng cháu bán nó đi, chứ không thể tặng không như thế. Bác Cả, cho dù cháu bán cổ phần thì tiền cũng thuộc về cháu, điều đó có liên quan gì đến việc cháu tặng miễn phí cho người khác? Tổn thất cũng là tổn thất tiền bạc của cháu, không hề liên quan đến gia tộc đúng chứ, Tạ Linh Ngọc trả lời. Quả nhiên khi nhận điện thoại từ Tạ gia, cô vô cùng thất vọng. Đương nhiên tiền là của cháu, nhưng cổ phần tuyệt đối không thể tặng uổng phí như vậy được, cháu làm vậy là bôi nhọ hình ảnh tập đoàn chúng ta, cổ phần của tập đoàn chúng ta có thể tùy ý tặng không như vậy sao? Bác Cả tỏ vẻ chính nghĩa, nói. Nhưng ông ta có quang minh chính đại đến mức nào thì lý do cũng vô cùng tệ hại. Đúng là phong cách hành xử trước sau như một của người Tạ gia. Lúc này, Chu Dương cầm điện thoại. Đừng nói nhảm, số cổ phần kia không phải Linh Ngọc tặng cho tôi, mà tôi đã bỏ tiền mua. Không phải tôi vừa chuyển cho ông 500 tệ sao? Mau chuyển lại cho Linh Ngọc, 500 tệ đó cũng không phải của ông. Chương 902, đường đến Thánh Sơn. Không phải ông đã nói cổ phiếu chỉ cần không tặng miễn phí là được sao? Không phải nói nếu có người bỏ tiền ra mua cổ phiếu của Linh Ngọc thì tiền vẫn sẽ đưa cho Linh Ngọc à? Bây giờ ông biết rồi, vậy cổ phiếu đó là do tôi bỏ ra 500 tệ để mua, mau chuyển lại 500 đó đây. Giọng nói Chu Dương vang lên trong điện thoại. Nghe thấy vậy, cuối cùng Bác Cả cũng nhớ đến số tiền 500 tệ vừa rồi mình nhận được. Uổng công ông ta còn vui mừng hồi lâu, còn tưởng ai đó chuyển nhầm. Bây giờ ông ta mới biết thì ra 500 tệ đó là tiền Chu Dương mua cổ phiếu. Bỏ ra 500 tệ mua lại 10% cổ phần của ông ta. Ông ta bị chơi xỏ rồi. Tuy 10% cổ phần này là của Linh Ngọc, vốn dĩ ông ta không nên có tâm tư gì. Nhưng ông ta cảm thấy cả tập đoàn Tạ Thị đã thuộc về ông ta. Xảy ra tình huống này sao ông ta có thể chấp nhận được đây? Bác Cả Tạ gia rất cáu kỉnh, lúc ông ta muốn lên tiếng mắng thì Chu Dương lại cúp điện thoại. Suýt nữa đã chọc cho Bác Cả Tạ gia tức chết. Ông ta tức giận nói chuyện này với tất cả người trong Tạ gia. Những người khác nghe xong cũng rất tức giận, mọi người bỗng chốc sục sôi căm phẫn. Nhưng họ tức giận thì có thể làm được gì, chẳng ai để ý đến họ. Bên này, sau khi Chu Dương chuyển tiền cho Tạ Linh Ngọc, anh bảo Tạ Linh Ngọc lên kế hoạch cho việc mở công ty mới. Còn anh bắt đầu thu xếp đường lui cho mình. Không ai biết được lúc nào Hứa Gia sẽ ra tay, anh phải nhanh chóng đến Thánh Sơn. Buộc bản thân ngủ sớm, ngày hôm sau lúc Tạ Linh Ngọc còn chưa thức dậy, Chu Dương âm thầm rời khỏi biệt thự. Đầu tiên anh đến tìm Hổ Gia, nói lại tình hình chung với ông ấy rồi hỏi, các ông nghĩ Hứa Gia có Hoàng Đế Võ Giả không? Hổ Gia và Hứa Nguy trố mắt nhìn nhau. Họ đã từng là người của Hứa Gia. Chu Dương hỏi họ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hổ Gia lắc đầu, thật ra vai vế của ông không lớn, ít nhất chỉ được xem là người vai dưới khi ở trước mặt Hứa Nguy. Thế nên ông hoàn toàn không có quyền lên tiếng trong chuyện này.
Hứa Nguy im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Chúng tôi đã rời khỏi Hứa gia quá lâu rồi, không rõ trong mấy chục năm nay có chuyện gì xảy ra không. Nhưng có thể xác định một điều, lúc chúng tôi rời khỏi Hứa gia thì Hứa gia đã có hơn 50 tông sư võ giả, nhưng lại không có hoàng đế võ giả. Tất nhiên trong hơn 50 tông sư võ giả này có rất nhiều người đã gần đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả, có lẽ trong mấy chục năm nay có người đột phá rồi cũng nên. Nghe thấy vậy, trong lòng Chu Dương chợt thấy ớn lạnh. Mặc dù đến Thánh Sơn có thể tìm được cách đánh bại hoàng đế võ giả nhưng chẳng ai biết được câu nói này là thật hay giả. Dù là thật cũng không chắc anh có thể tìm được, dù anh có tìm được, anh cũng chưa chắc có thể sống sót trở về. Biến số bên trong quá lớn nên anh vẫn cần ôm theo một chút may mắn. Ngộ nhỡ Hứa gia không có hoàng đế võ giả thì sao? Theo như phỏng đoán của Hứa Nguy, cũng có khả năng Hứa gia có hoàng đế võ giả, điều này khiến anh thoáng chốc rơi vào tuyệt vọng. Cậu cũng đừng quá lo lắng, Hứa Nguy nhìn thấy Chu Dương thất vọng, ông ta lại an ủi nói, hoàng đế võ giả khó đột phá biết bao. Cả thế giới này một năm cũng không có nổi một người. Người gần đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả rất hiếm nên khả năng Hứa gia có hoàng đế võ giả không lớn. Nếu có, nhiều nhất cũng chỉ có một người, hơn nữa chắc chắn vừa đột phá không lâu. Hứa Nguy thông cảm vỗ vai Chu Dương. Chu Dương thầm nói ông thông cảm với tôi có ý nghĩa gì, Hứa gia cũng là kẻ thù của các ông, cũng chẳng phải một mình tôi sốt ruột. Nhưng anh không nói ra mà thầm than thở. Đã nói như vậy rồi chứng tỏ khả năng Hứa gia thật sự có hoàng đế võ giả vô cùng lớn. Vẫn nên đi Thánh Sơn. Vậy tôi lập tức đi đến Thánh Sơn, nhờ ông Hứa lo chuyện ở đây, Chu Dương thành khẩn nói. Lần này anh đi rất có thể sẽ bị bại lộ. Nếu Hứa gia ra tay, không tìm được Chu Dương thì chắc chắn sẽ xuống tay với công ty Danh Dương trước. Mặc dù anh đã đưa mẹ mình trốn đi nhưng ai biết được rốt cuộc có thể giấu bà bao lâu. Thế nên vẫn phải nhờ Hứa Nguy ngăn cản. Chuyện này cậu cứ yên tâm, Hứa Nguy trở nên nghiêm túc nói, trước khi cậu quay lại, nhánh phụ Hứa gia chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Hứa Nguy nói rất nghiêm túc. Dù sao họ cũng từng là một phần của gia tộc ẩn giật, tất nhiên sẽ có kiêu ngạo của bản thân. Chu Dương hợp tác với họ, giờ anh còn đích thân đến Thánh Sơn đối mặt với nguy hiểm. Nếu họ không thể làm tốt việc ở nhà thì cũng quá mất mặt. Nhánh phụ Hứa gia sẽ không bao giờ phản bội cộng sự hợp tác của mình. Điều này có thể nhìn ra được từ cách đối nhân xử thế của Hổ gia. Cuối cùng hai bên thống nhất Chu Dương dẫn theo ba tông sư võ giả với tài nghệ võ thuật tốt nhất và Ngưu Xuyên, tất cả có 5 người đi Thánh Sơn. Hứa Nguy sẽ dùng các tông sư võ giả còn lại để bố trí lực lượng canh phòng ở thành phố Đông Hải. Nếu Hứa gia bỗng xuất đầu lộ diện trong khoảng thời gian Chu Dương đi khỏi đây thì họ sẽ nỗ lực hết mình để đối đầu với đối phương và cố gắng trì hoãn đợi Chu Dương trở về. Dù lực lượng còn ít đi chăng nữa, họ cũng sẽ bảo vệ bà Chu an toàn. Thấy Hứa Nguy nghiêm túc như vậy, Chu Dương cũng yên tâm, sau đó anh dẫn theo ba tông sư võ giả cùng Ngưu Xuyên đến gặp Trần Thế Hào và Thủy Băng Nguyệt, sau khi bàn giao một số việc cho họ, anh đi thẳng đến Thánh Sơn. Chắc chắn là hướng này không? Sao tôi cảm giác hướng chúng ta đang đi hơi lạ nhỉ? Họ rời khỏi thành phố Đông Hải không xa, lúc đến vùng ngoại ô, một tông sư võ giả của Hứa gia bỗng nói. Hơi lạ, lạ chỗ nào? Chu Dương hỏi. Vì anh cảm thấy vấn đề của tông sư võ giả này rất kỳ quái. Tông sư võ giả này tên là Hứa Văn Long, là tông sư võ giả xuất sắc nhất nhánh phụ của Hứa Nguy. Thậm chí năng lực đã gần đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả. Chu Dương vẫn cực kỳ ngưỡng mộ ông ta nhưng bây giờ anh vẫn thấy vấn đề của ông ta hơi kỳ quái. Mọi người không biết Thánh Sơn ở đâu, nên đi hướng nào cũng không quan trọng. Người duy nhất biết vị trí là Ngưu Xuyên, dù Ngưu Xuyên có dẫn họ đi lung tung thì theo lý họ cũng sẽ không nhận ra có điều gì khác lạ. Thế mà tại sao Hứa Văn Long lại nghĩ như vậy? Hứa Văn Long khẽ biến sắc. Dường như muốn nói lại thôi. Rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào? Hay là Văn Long tiên sinh cũng biết Thánh Sơn ở đâu? Chu Dương hỏi. Hứa Văn Long lắc đầu. Cuối cùng ông ta không thể không nói, tuy tôi không biết Thánh Sơn ở đâu nhưng hướng này là hướng đến Hứa gia. Chương 903, bé gái cáu kỉnh. Hướng đi đến Hứa gia. Nghe ông ta nói vậy, Chu Dương cảm thấy không đúng lắm. Vai vế của Hứa Văn Long khá lớn.
cũng có thể nói ông ta là một trong số ít những người ở nhánh phụ Hứa gia biết vị trí của Hứa gia. Vốn dĩ ông ta không nói bí mật này ra, dù sao nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa họ là bên Hứa gia thất bại đã bị nhánh chính Hứa gia đuổi đến thành phố Đông Hải. Nhưng dù nói thế nào thì đó cũng chỉ là nội chiến trong gia tộc bọn họ, huyết mạch gia tộc ẩn giật Hứa gia vẫn chảy trong người họ. Họ sẽ không bao giờ tiết lộ vị trí của Hứa gia với người ngoài. Nhưng lần này ông ta không thể không nói. Vì hướng Ngưu Xuyên dẫn bọn họ đi là hướng đến Hứa gia. Hai tông sư võ giả khác của Hứa gia cũng gật đầu liên tục, bọn họ cũng đề nghị đừng nên đi tiếp. Nếu cứ đi tiếp thì không biết có tìm được Thánh Sơn hay không, nhưng họ đã bước vào nơi phòng thủ của Hứa gia trước rồi. Nếu những người nhánh chính phát hiện họ đột nhập vào, có cho họ 10 cái mạng cũng không đủ cho bọn chúng giết hại. Gia tộc ẩn giật không phải chỉ là một gia tộc nhỏ đơn giản, chỉ có một trang viên nhỏ đơn sơ. Họ sẽ sắp xếp các đệ tử tuần tra trong vòng 10 dặm quanh khu trang viên, hễ phát hiện có gì bất thường sẽ lập tức báo cáo với gia tộc. Chính vì vậy mặc dù mấy người Chu Dương còn cách Hứa gia một khoảng nữa, nhưng chẳng bao lâu nữa đệ tử Hứa gia sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Mọi người đều nhìn Ngưu Xuyên. Vì Ngưu Xuyên dẫn họ đi đường này, nên Chu Dương có nói cũng không tiện. Ngưu Xuyên quay đầu lại, ánh mắt kiên định. Tôi không biết Hứa gia các người nói rốt cuộc ở đâu, nhưng nếu muốn đến Thánh Sơn chắc chắn phải đi đường này. Ngưu Xuyên lạnh lùng nói, ánh mắt trấn tĩnh không chút che giấu. Mọi người lại nhìn sang Chu Dương. Nếu Ngưu Xuyên đã nói lý do rồi thì giờ cũng nên đến lượt Chu Dương quyết định. Chu Dương khẽ trầm giọng, cắn răng nói, mặc kệ, chúng ta đi tiếp. Anh nhất định phải đến Thánh Sơn. Hơn nữa anh tin Ngưu Xuyên chắc chắn không lừa mình. Nhưng trùng hợp là vị trí của Thánh Sơn rất gần nơi gia tộc ẩn giật Hứa gia. Điều này chắc chắn rất nguy hiểm, dù sao Hứa gia đều sắp xếp cho đệ tử tuần tra trong vòng 10 dặm quanh trang viên. Mấy người Chu Dương sẽ hoạt động gần khu vực đó, rất khó đảm bảo họ không bị phát hiện. Nhưng cho dù vậy thì sao chứ? Vốn dĩ đường đến Thánh Sơn chập trùng hiểm nguy. Nếu sợ nguy hiểm thì bọn họ đã không xuất hiện ở đây. Biết rõ Chê Y núi có hổ nhưng lại cứ nhất quyết lên núi. Những người khác cũng gật đầu, mọi người đều nâng cao cảnh giác tiếp tục lên đường. Nơi này đã không còn dáng vẻ của thành phố nữa, xung quanh toàn là thôn xóm bình thường. Ở địa hình như vậy, nhóm người Chu Dương rất dễ bị lộ. Nhanh chân lên, băng qua ngôi làng này, Chu Dương khẽ hạ lệnh. Nhưng càng tăng tốc, hành vi của nhóm người họ càng trở nên kỳ lạ. Không lâu sau, phía sau họ vang lên giọng nói dứt khoát, đứng lại. Cơ thể Chu Dương cứng đờ, dừng ngay tại chỗ. Anh không chạy là vì không cần thiết, trong vòng 10 dặm của khu vực này đều là các đệ tử tuần tra do Hứa gia sắp xếp. Nếu anh chạy thì người của Hứa gia lập tức phát hiện có người đột nhập, lúc đó chắc chắn họ sẽ điều động hết tất cả đệ tử tuần tra tiến hành tìm kiếm. Thế nên anh dừng lại thử xem có thể đánh lừa được họ không, ít nhất không thể để người của Hứa gia biết thân phận của anh. Chu Dương và mọi người chậm rãi xoay người lại, Chê Y mặt nở nụ cười ngượng ngùng. Nhưng nụ cười này của họ bỗng chốc cứng đờ lại. Giọng nói đằng sau rất trong trẻo nhưng vì quá lo sợ nên Chu Dương cũng không nghĩ nhiều. Anh nghĩ cùng lắm là một cô gái mà thôi, một gia tộc lớn như Hứa gia dù có vài đệ tử nữ cũng là chuyện bình thường. Đệ tử nữ không có gì lạ, nhưng nếu đệ tử nữ 7-8 tuổi thì đúng là lạ thật. Không sai, sau khi xoay người lại, nhóm người Chu Dương nhìn thấy một cô bé 7-8 tuổi. Trông rất xinh, đôi mắt to tròn lấp lánh, chùm tóc đuôi ngựa phía sau, khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền. Lúc này cô bé đang hiếu kỳ nhìn mấy người Chu Dương. Các chú làm gì vậy? Cô bé ra vẻ già dặn nói, hai tay chống hông rất khí thế. Cảnh tượng trước mắt khiến Chu Dương thấy buồn cười. Thì ra là một cô nhóc nghịch ngợm. Ngưu Xuyên và ba người Hứa gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn nhỏ, cháu lạc đường à, Chu Dương cười ha ha đi về phía cô bé, sao vậy? Muốn đi với chú không? Đi với chú thì không được, chú không phải người tốt đâu, cháu mau về nhà đi. Chu Dương muốn hù dọa cô nhóc này, tốt nhất là dọa cho cô nhóc sợ chết cây ết yêu ta chạy về nhà. Nào ngờ anh vừa ngồi xổm xuống đối diện cô bé nhảy dựng lên đánh vào đầu anh. Đừng nói chuyện ngọt sớt với bà đây, tôi hỏi các chú là ai, mau nói.
Chu Dương bị đánh đến ngây người. Ngưu Xuyên và ba tông sư võ giả phía sau cũng sửng sốt. Không phải kinh hãi vì cô bé dám đánh Chu Dương. Dù sao trông dáng vẻ cô bé này cũng mới 7-8 tuổi, có thể làm chuyện gì cũng chẳng quái lạ. Bọn họ ngạc nhiên là vì tốc độ ra tay của cô bé này. Đó chỉ là một cô bé 7-8 tuổi. Lúc đánh Chu Dương, tốc độ của cô bé nhanh đến nỗi Chu Dương vẫn chưa phản ứng lại được. Không, không chỉ là không phản ứng lại mà Chu Dương căn bản không thấy rõ động tác ra tay của cô bé. Chuyện này đáng sợ quá. Hơn nữa hoàn toàn có thể đoán được năng lực của cô bé này đã vượt hơn Chu Dương từ cú đánh vừa rồi. Chu Dương là ai? Mặc dù không phải là tông sư võ giả nhưng tập luyện với Ngưu Xuyên lâu như vậy, năng lực của anh nhanh chóng tiến bộ cũng gần đạt đến năng lực của tông sư võ giả rồi. Cho dù một mình anh đánh một người lực lưỡng trưởng thành bình thường mười mấy cái cũng là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ anh lại bị một cô nhóc đánh. Đây mới là nguyên nhân mấy người Chu Dương kinh ngạc. Cháu là ai? Sắc mặt Chu Dương trở nên u ám, vô thức hỏi. Anh nghĩ chắc chắn thân phận của cô bé này không đơn giản. Nhưng tính tình của cô bé rõ ràng rất gắt gỏng, sao có thể ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Chu Dương chứ? Chú còn dám hỏi ngược lại tôi sao? Có phải chú chán sống rồi không? Không trả lời vấn đề của tôi thì đã đành, thế mà còn dám chủ động hỏi ngược lại tôi là ai? Tôi lớn như vậy mà chưa từng gặp người nào cao ngạo như chú. Cô bé mắng một chàng nhiều như vậy, Chu Dương suýt nữa phát khóc. Bởi vì cứ mắng một câu, cô bé này lại gõ mạnh vào đầu anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 904, mẹ nói với tôi. Cô bé gõ mạnh vào Chu Dương vài cái, Chu Dương đột nhiên có cảm giác sợ khóc sợ cười. Muốn khóc vì thật sự quá đau. Muốn cười vì đến bây giờ anh không thể chấp nhận được, mình bị một bé gái đánh. Hơn nữa cũng không phải kiểu trêu đùa, thật sự là do mình không đánh được đối phương nên bị đánh một cách tàn nhẫn. Cuối cùng cô bé lại đánh vào đầu Chu Dương, bây giờ, tôi cho chú cơ hội cuối cùng, hãy nói với tôi, các chú rốt cuộc là ai, đến đây làm gì? Cô bé nói một cách nghiêm túc. Lần này, Chu Dương thật sự hết cách. Mặc dù tình cảnh này rất hài hước, bộ dạng hung dữ của cô bé lại khiến người khác cảm thấy cô bé không hề hung tợn, thậm chí rất đáng yêu. Thế nhưng người bị đánh như Chu Dương lại biết rất rõ, cô bé này thật sự rất đáng sợ. Anh quay đầu về phía Ngưu Xuyên một cách bất lực. Không thể nói ra thân phận của mình, dù sao, lần này anh cũng đưa bốn tông sư võ giả đi cùng. Hơn nữa bốn tông sư võ giả, đều là cao thủ sắp đạt tới trình độ hoàng đế võ giả. Làm sao có thể vì hai câu nói của cô bé mà ngoan ngoãn nói ra thân phận của mình chứ? Nhìn thấy ánh mắt của Chu Dương, Ngưu Xuyên cũng đi tới. Hơn nữa không chỉ Ngưu Xuyên, ba tông sư võ giả của Hứa gia cũng bước lại gần. Đột nhiên, hào quang của bốn tông sư võ giả mở ra, đồng thời gây áp lực về cô bé. Bốn đánh một, cho dù cô bé là một tông sư võ giả, thậm chí gần đạt tới cảnh giới hoàng đế võ giả, cũng có khả năng bị đánh bại. Cô bé, xã hội rất nguy hiểm, có một số chuyện, cháu không nên hỏi đâu, rõ chưa? Hứa Thiên Long của Hứa gia nói với vẻ mặt đáng ghét, tiện thể dùng ánh mắt khinh thường quan sát Chu Dương. Hàm ý rất rõ ràng, ông ta đang khinh thường Chu Dương. Khinh thường Chu Dương đã bị cô bé đánh một trận, hơn nữa còn cầu cứu bọn họ. Về vấn đề này, Chu Dương chỉ có thể cười gượng. Ai bảo đúng là anh thua kém người khác chứ? Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của Hứa Thiên Long cũng thay đổi. Vì cô bé đối mặt với sự áp chế của bốn tông sư võ giả, cũng không hề hoảng sợ, sắc mặt không chút thay đổi. Ngược lại hai tay chống lên eo, hét lên với họ bằng thái độ hung hăng, làm gì, hù dọa ai chứ? Mấy người già đầu cậy đông ức hát yêu ta tôi sao? Khuôn mặt nhóm người Ngưu Xuyên đỏ bừng. Bọn họ không ngờ rằng cô bé sẽ nói ra những câu như vậy. Dù sao cô bé đã đánh bại được Chu Dương nên mọi người đều biết cô bé này chắc chắn không phải người bình thường, ít nhất, cũng là một người có thực lực mạnh mẽ. Bọn họ coi cô bé là một người có thực lực mạnh, nên họ cảm thấy không có gì sai khi bốn người vây quanh. Thế nhưng lúc này khi cô bé nói vậy, họ đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Đối phương có mạnh thì cũng chỉ là một bé gái. Còn bọn họ, lại là bốn đại lão gia.
Điều này khiến họ bỗng chốc không biết phải làm gì. Nhưng cô bé không để bọn họ có thời gian xấu hổ. Bóng dáng của cô bé đột nhiên biến mất. Ngay cả Ngưu Xuyên cũng không nhận ra, cô bé giống như mất tích trong không khí, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Giây tiếp theo, bóng dáng của cô bé xuất hiện trên y đầu Hứa Thiên Long. Đồ đáng ghét, không biết xấu hổ, còn dám nói với tôi xã hội này đáng sợ. Tôi thấy ông chưa từng bị đánh bởi nắm đấm trường mẫu giáo rồi. Cô bé đấm trên y đầu của Hứa Thiên Long, sau đó quay người đá tiếp, Hứa Thiên Long bị đá bay thẳng ra ngoài. Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô bé quay người thật đẹp rồi nhảy xuống đất, quay đầu nhìn về tông sư võ giả còn lại. Cô bé nhe răng nở một nụ cười sán lạn, ngồi xổm trên y mặt đất rồi bóng dáng lại biến mất. Cậy đông hát yêu ta yếu sao? Đồ khốn nạn đáng chết. Tông sư võ giả này cũng bị đá bay như vậy. Bóng dáng của cô bé lại biến mất, xuất hiện trước mặt của tông sư võ giả thứ ba. Lúc tông sư võ giả này bị đá bay ra, sắc mặt của Ngưu Xuyên đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Cậu ấy tập trung toàn bộ tinh thần, cơ bắp chê y người căng cứng, nhìn chằm chằm mọi hành động của cô bé. Thế nhưng, bóng dáng của cô bé lại biến mất. Thị lực của cậu vẫn không thể theo kịp động tác của cô bé. Giây tiếp theo, cô bé xuất hiện chê y đầu của Ngưu Xuyên, tung thẳng một cú đá. Có lẽ Ngưu Xuyên phát giác điều gì? Đỉnh cao để phản ứng lại. Tóm lại, thị lực của cậu ấy không theo kịp, đầu chưa kịp ngẩng lên, nhưng cánh tay thực hiện động tác ngăn cản, chặn cú đá của cô bé. Hở, thú vị đấy, cô bé kinh ngạc thốt lên. Sau đó Ngưu Xuyên mới ngẩng đầu lên. Nhưng chú có thể phản ứng lại cú đá này không? Cô bé nở nụ cười kỳ quái, bóng dáng mất tăm lần nữa, lần này, cô bé xuất hiện sau lưng của Ngưu Xuyên. Một tay đặt lên đầu của Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên lập tức toát ra mồ hôi lạnh, chậm rãi giơ hai tay, nói với giọng điệu thật thà, tôi thua rồi. Thua sẽ bị đánh đấy, giọng của cô bé truyền đến, sau đó đá thật mạnh vào lưng của Ngưu Xuyên, đá Ngưu Xuyên bay ra ngoài. Chu Dương ở bên cạnh sững sờ. Thật sự là ngơ ngác, não của anh đã ngừng hoạt động. Con quái vật gì đây? Đúng, đây chắc chắn là một con quái vật. Tuổi còn nhỏ nhưng lại áp đảo bốn tông sư võ giả đạt trình độ cao nhất trong giây lát. Thậm chí đến người mạnh nhất như Ngưu Xuyên, cũng chỉ đỡ được một chiêu của đối phương. Cô bé đánh xong, phủi tay rồi chống lên eo, sau đó mỗi tay kéo lấy một chân của tông sư võ giả, vứt bọn họ đến bên cạnh Chu Dương. Bốn tông sư võ giả mặt mũi bầm dập ngồi một đống, im lặng không lên tiếng. Bây giờ có thể nói rồi chứ, các người rốt cuộc là ai? Cô bé lại hỏi. Bốn tông sư võ giả nhìn nhau, sau đó nhìn sang Chu Dương. Chu Dương muốn chửi rủa. Mọi người nhìn tôi làm gì? Tôi có thể đánh bại tiểu yêu quái này sao? Thế nhưng hết cách, lúc này, bất kể anh đồng ý hay không, chỉ có thể vò đầu nói ra. Là thế này, bọn chú là du khách, đến đây du lịch, bây giờ lạc đường thôi. Chu Dương nói bâng quơ. Anh không mong chờ cô bé sẽ tin. Vì rõ ràng cô bé không phải người bình thường, còn 5 người các anh đều đã để lộ thực lực của bản thân. Sẽ có 4 tông sư võ giả đưa một cao thủ thực lực gần bằng tông sư võ giả đi du lịch ở nơi thâm sơn cùng cốc sao. Anh nói như vậy, chẳng qua là muốn trì hoãn thời gian mà thôi. Nhân tiện thử xem có thể thăm dò tình hình cụ thể của cô bé được không? Anh nghĩ về bộ dạng không tin của cô bé, anh nên tạo ra lý do thoái thác khác thế nào? Thế nhưng anh không ngờ rằng, cô bé lại tin. Các chú đến du lịch à, sao không nói sớm? Phải để tôi đánh một trận mới chịu nói. Mẹ nói rồi, đối đãi tốt với khách du lịch, không thể chào họ bằng nắm đấm. Chương 905, ngọn núi bị che giấu. Nghe những gì cô bé nói, nhóm người Chu Dương chút nữa phun ra máu. Mẹ của cháu nói đúng, cháu nên nghe lời của mẹ, Chu Dương cười nói. Đương nhiên, tôi vẫn rất nghe lời, trên y mặt của cô bé lộ vẻ đắc ý, sau đó nhăn chiếc mũi nhỏ, nhưng không thể hoàn toàn trách tôi. Tôi hỏi các chú là ai, các chú không chỉ không nói, ngược lại cậy đông muốn ước hát yêu ta tôi, cho nên tôi mới đánh. Lúc nói xong câu này, cô bé lại có cảm giác oan ức. Chu Dương thầm nghĩ cô bé oan ức gì chứ? Rõ ràng là chúng tôi bị đánh mà. Tuy nhiên, anh không dám nói ra câu này. Lúc này,
trong lòng của anh lại nảy sinh một câu hỏi khác. Cô bé này, rốt cuộc là ai? Nghe ý của cô bé, cô có bố mẹ, ít nhất là có một người mẹ. Có lẽ là sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng trong gia đình bình thường sẽ có loại quái vật này sao? Bố mẹ của cô bé là ai? Họ cũng là những người vô cùng mạnh mẽ phải không? Đúng đúng, là bọn chú không đúng, chú nên sớm nói ra thân phận của mình. Chu Dương nhanh chóng đáp lại, đúng rồi, cô bé, cho chú hỏi, nhà của cháu ở đâu? Anh nhìn chằm chằm vào cô bé, lúc hỏi câu này, thật ra anh đã đánh cược một ván. Thân thế của cô bé này chắc chắn không đơn giản, tùy tiện hỏi thân phận của cô bé, không ai biết cô bé sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng nếu không hỏi, thật sự Chu Dương không cam lòng. Cũng may sắc mặt của cô bé không có gì khác, ngược lại hơi hưng phấn, tôi ở trên y núi bên kia, các chú muốn đi thăm nhà của tôi sao? Chu Dương sững sờ, hoàn toàn không ngờ cô bé sẽ trả lời như vậy. Anh vô thức nhìn nhóm người Hứa Thiên Long và Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên không nói gì, còn Hứa Thiên Long làm động tác khẽ lắc đầu. Đùa sao, ai dám đi vào nhà của cô bé này chứ? Vào thì dễ, ai biết có thể sống sót đi ra không? Các chú không đi sao, dường như cô bé nhìn ra sự do dự của Chu Dương và sự phản kháng của Hứa Thiên Long. Không biết có phải ảo giác của Chu Dương hay không, lúc nói ra câu này, sắc mặt của cô bé có phần thất vọng. Mặc dù rất nhẹ, khi có khi không, thế nhưng Chu Dương vẫn có cảm giác này. Vì vậy anh không băn khoăn ám hiệu của Hứa Thiên Long, cắn răng đồng ý, không, bọn chú muốn đi. Tại sao không đi chứ, có một cô con gái ưu tú như vậy. Chú rất tò mò mẹ của cháu sẽ là người như thế nào. Chu Cô Y thịt lộn đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó tiện thể nhìn về hướng tay cô bé vừa chỉ, nụ cười chê y mặt lại cứng đờ. Cô bé nói nhà của cô ở ngọn núi bên kia. Nhưng bên kia căn bản không có núi. Cô bé không chú ý đến biểu cảm chê y mặt của Chu Dương, vẫn giữ bộ dạng hết sức phấn khởi. Mẹ không còn nữa, nhưng trước khi mẹ qua đời từng nói. Nếu như có du khách đến đây du lịch, nhất định phải mời họ đến nhà. Nếu mẹ biết cuối cùng tôi cũng mời được khách về nhà, mẹ chắc chắn rất vui. Chu Dương nghe thấy vậy càng sờn tóc gáy. Lời nói trước đi qua đời. Còn rất vui. Thế nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé, anh chỉ có thể tự an ủi bản thân nghĩ nhiều rồi. Hứa Thiên Long ở bên cạnh nghiến răng nhìn Chu Dương, hiển nhiên là đang oán trách Chu Dương vì anh đồng ý. Chu Dương chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy điều này, sau đó nhóm người theo sau lưng của cô bé đi về phía trước. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện có điều gì đó không đúng. Thôn này vẫn có một số người dân qua lại. Những thôn dân này rất thờ ơ khi nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng lúc nhìn thấy cô bé bên cạnh bọn họ, tất cả đều nhanh chóng trốn sang một bên với biểu cảm như gặp ma. Mọi thứ có vẻ đang ám chỉ cho Chu Dương. Cô bé này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Này, cô bé, cháu tên là gì? Chu Dương kìm nén sự lo lắng trong lòng hỏi. Tôi tên Băng Nguyệt, cô bé quay đầu, nói với Chu Dương rất vui vẻ. Có vẻ sau khi Chu Dương đồng ý đến nhà làm khách, cô bé vẫn rất vui. Băng Nguyệt à, Chu Dương nói thầm cái tên này, cùng tên với em gái Thủy Băng Nguyệt của mình. Chỉ là, em gái của anh họ Thủy, còn cô bé này. Không biết họ gì. Rất có khả năng là họ Băng, cho nên mới gọi là Băng Nguyệt. Chu Dương không quá để ý nơi này, mà quay đầu hỏi một câu khác. Băng Nguyệt, cháu nói nhà của cháu ở trên y ngọn núi bên kia phải không? Đúng vậy, chính là phía trước, Băng Nguyệt nói rất chắc chắn. Chu Dương cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng anh vẫn hỏi tiếp, nhưng tại sao, chú không thấy ngọn núi nào phía trước? Phải hỏi vấn đề này. Nếu không trong lòng Chu Dương sẽ không chịu nổi. Nghe câu hỏi của Chu Dương, cô bé nhìn Chu Dương một cách kỳ lạ. Chú không nhìn thấy ngọn núi phía trước sao? Không nhìn thấy, Chu Dương nói rất thành thật. Các chú cũng không nhìn thấy hả? Cô bé liếc nhìn nhóm người Ngưu Xuyên. Nhóm người Ngưu Xuyên cũng lắc đầu thành thật. Chỉ là lúc này, bầu không khí càng thêm kỳ lạ. Một nhóm 5 người hoàn toàn không nhìn thấy ngọn núi trước mắt. Mà cô bé phía trước lại thề thốt nói trước mặt là một ngọn núi. Thật kỳ lạ, theo lý mà nói, người đồng ý theo tôi về nhà, nên nhìn thấy ngọn núi này, cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm một cách kỳ lạ.
Có điều những lời này truyền đến tai nhóm người của Chu Dương, lại trở nên kỳ lạ. Thứ gì gọi là đám người đồng ý đi theo cô có thể nhìn thấy ngọn núi đó? Ngọn núi đó rốt cuộc có tồn tại hay không? Thứ đồ này đi về nhà cô bé thì có liên quan gì? Bọn họ không dám tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng âm thầm nâng cao tính cảnh giác. Cô bé không bận tâm, ngược lại nói rất nhẹ nhàng, không sao, cho dù bây giờ các chú không nhìn thấy, thì lát nữa đến chân núi, các chú cũng có thể thấy. Chu Dương nuốt nước bọt không trả lời, nhóm người lại đi về phía trước khoảng ngàn bước, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao trước mắt. Lùi về sau một bước, ngọn núi cao đó sẽ biến mất, tiến về trước một bước, ngọn núi cao đó lại xuất hiện rõ ràng trước mắt mình. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến nhóm người của Chu Dương kinh sợ. Đây là, nguyên lý gì? Chu Dương nói lẩm bẩm một mình. Không ai trả lời cho anh, vì những người khác cũng không biết. Cuối cùng vẫn là cô bé mở lời, thật ra không có gì kỳ lạ, đều do mẹ của tôi cố ý làm ra. Ngọn núi này là nhà của tôi, mẹ tôi không thích nhiều người thường xuyên xông vào nhà tôi, cho nên mới giấu ngọn núi này đi, chỉ có những người cùng tôi đi về, mới có thể nhìn thấy ngọn núi này. Chương 906, không hiểu gì. Băng Nguyệt nói rất thoải mái nhưng mấy người Chu Dương khi nghe thấy được lời này giống như sấm đánh giữa trời quang. Bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng rốt cuộc dùng cách gì lại có thể ẩn một ngọn núi đi như thế. Lúc này, trong đầu Chu Dương đột nhiên vang lên lời mà Thủy Băng Nguyệt từng nói với anh. Liên quan đến viên ngọc và thế giới nhỏ. Thủy Băng Nguyệt nói với Chu Dương, viên ngọc đó là chìa khóa mở ra thế giới nhỏ, mà thế giới nhỏ này lại là một không gian khác. Cho dù bạn có đi ngang qua đó, nếu như không có chìa khóa cũng sẽ không phát hiện ra được điều gì bất ổn. Còn ngọn núi lúc này không phải có chút tương tự với thế giới nhỏ trong truyền thuyết đó sao? Nếu như không phải Băng Nguyệt đưa anh tới đây, cho dù là anh có đi qua nơi này e rằng cũng tìm không thấy được ngọn núi này. Nói như vậy cái gọi là thế giới nhỏ rất có khả năng là một không gian bị nhân vật lớn nào đó dùng thủ đoạn để giấu đi. Hơn nữa Thủy Băng Nguyệt từng nói trong thế giới nhỏ có rất nhiều người sinh sống. Nói cách khác trong thế giới nhỏ chắc chắn tồn tại nhân vật lớn siêu cấp có thể vận dụng được không gian. Người như thế rốt cuộc sẽ ở cấp bậc nào chứ? Chắc chắn không phải tông sư võ giả, bởi vì Chu Dương đã từng tiếp xúc với nhiều tông sư võ giả, nhưng tông sư võ giả căn bản không có khả năng này. Vậy thì câu trả lời đã rõ ràng rồi. Hoàng đế võ giả, thậm chí còn chê y cả hoàng đế võ giả. Chê y thế giới có tồn tại người giỏi hơn hoàng đế võ giả hay không, Chu Dương không biết, cũng chưa từng nghe đến. Nhưng suy nghĩ lại, người có thể sử dụng cách thức để bóp méo thời gian và tạo ra một thế giới, hoặc là ẩn một ngọn núi đi, cách thức này vốn dĩ đã nằm ngoài phạm vi nhận thức của con người. Chu Dương đột nhiên nghĩ rằng, mẹ của Băng Nguyệt có bản lĩnh này, chắc là người ở cấp bậc hoàng đế võ giả. Ngọn núi này tên là gì thế, anh đột nhiên hỏi. Tên là gì ư, em không biết, Băng Nguyệt hoài nghi lắc đầu, nơi này là nhà của em, hình như không có tên. Chu Dương không nói nên lời, nhưng nếu như đứng từ góc độ của Băng Nguyệt để nhìn dường như cũng có thể hiểu được. Thánh Sơn. Lúc này, Ngưu Xuyên đột nhiên trầm giọng nói. Chu Dương giật mình, cho rằng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi cậu vừa nói gì. Thánh Sơn, chắc chắn không sai, nơi này chính là Thánh Sơn, Ngưu Xuyên tự tin nói. Cậu ấy chỉ từng nghe qua truyền thuyết về Thánh Sơn. Thậm chí cậu ấy sớm đã nói với Chu Dương ngọn núi này mặc dù rõ ràng ở thành phố Đông Hải nhưng chưa từng có tông sư võ giả thực sự nào đi đến nơi đó mà sống sót trở ra ngoài. Người ta cũng truyền tai nhau rằng Thánh Sơn ẩn giấu một sức mạnh to lớn không cho phép người phàm tới gần, vì vậy những người đi tới nơi này đều đã chết. Cũng có người nói Thánh Sơn thực sự tồn tại, nhưng chỉ có người được chọn mới có thể nhìn thấy. Muốn vào Thánh Sơn nhất định phải được chọn mới có thể vào được. Còn có người nói Thánh Sơn là giả, không hề tồn tại. Tóm lại có rất nhiều lời đồn đại về Thánh Sơn, nhưng dựa vào hiểu biết của Ngưu Xuyên, Thánh Sơn có khả năng rất lớn là ngọn núi ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Theo tin đồn, cậu ấy có thể biết phương hướng và vị trí, nhưng chưa từng thực sự tiếp xúc với ngọn núi này. Nhưng khi Băng Nguyệt đưa cậu ấy tới đây, cậu ấy đột nhiên hiểu ra ngọn núi này nhất định là Thánh Sơn trong truyền thuyết. Chỉ có người được chọn mới có thể nhìn thấy, nói cách khác chỉ có người được Băng Nguyệt mời đến mới có thể nhìn thấy ngọn núi này.
Sau khi nghe Ngưu Xuyên nói vậy, Chu Dương cũng giật mình. Không phải không có lý, ngược lại những gì mà Ngưu Xuyên nói thật sự rất hợp lý. Chỉ là anh không tin Thánh Sơn trong truyền thuyết lại bị anh tìm thấy một cách khó hiểu như vậy. Vốn dĩ anh cho rằng phải tốn rất nhiều sức lực, phải trải qua rất nhiều nguy hiểm mới tìm thấy được. Nhưng không ngờ cuối cùng lại có thể đến được đây bằng cách này. Nơi này là Thánh Sơn sao? Chu Dương ổn định tinh thần, nhìn lướt qua xung quanh, quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh, trong không trung dường như tràn ngập linh lực. Cho dù chỉ đứng ở đây cũng có thể khiến tinh thần sảng o á yêu ta, thu hoạch không nhỏ. Đột nhiên trái tim anh sao động nhìn Băng Nguyệt. Băng Nguyệt, cháu biết hoàng đế võ giả là gì không? Chu Dương hỏi, biểu cảm vô cùng trịnh trọng. Truyền thuyết nói trong Thánh Sơn có tồn tại phương pháp đánh bại hoàng đế võ giả. Mà ngọn Thánh Sơn này lại là nhà của Băng Nguyệt. Nói cách khác Băng Nguyệt chính là chủ nhân của Thánh Sơn. Nếu như trong Thánh Sơn thật sự tồn tại cách thức có thể đánh bại hoàng đế võ giả, vậy thì Băng Nguyệt chắc chắn sẽ biết. Vì vậy Chu Dương mới hỏi như thế. Đương nhiên là cô bé này biết rồi, bởi vì bản thân cô ấy là một hoàng đế võ giả. Hứa Thiên Long ở một bên chua xót nói. Cũng không thể trách ông ta, là một tông sư võ giả mạnh nhất của nhánh phụ của Hứa gia, năm nay ông ta đã hơn 60 tuổi. Vốn dĩ là một thiên tài, được cho là người có khả năng đột phá cấp hoàng đế võ giả, bây giờ lại thấy một cô bé 7-8 tuổi đã là hoàng đế võ giả, thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng Chu Dương bị chấn động không phải khẩu khí của ông ta mà là lời ông ta vừa nói. Băng Nguyệt là hoàng đế võ giả. Đúng rồi, có thể dễ dàng đánh bại 4 người gần đạt tới hoàng đế võ giả, vậy bản thân nhất định là một hoàng đế võ giả. Chỉ có điều trong suy nghĩ của Chu Dương, hoàng đế võ giả nhất định là một nhân vật lớn ngoài tầm với, vì vậy mới hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Cho dù Băng Nguyệt có thể hiện sức mạnh nghịch thiên anh cũng không ngờ được rằng Băng Nguyệt là một hoàng đế võ giả. Bây giờ sau khi có được đáp án của Hứa Thiên Long, Chu Dương đột nhiên trở nên cai yêu ta si ết động. Nếu như Băng Nguyệt là hoàng đế võ giả, vậy thì chê y ngọn Thánh Sơn này thật sự có thể ẩn chứa cách đánh bại hoàng đế võ giả. Bất luận thế nào anh cũng phải tìm cách lôi kéo Băng Nguyệt về phía mình, đến lúc đó bên cạnh anh cũng đã có một hoàng đế võ giả, còn phải sợ Hứa gia nữa sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Băng Nguyệt khiến Chu Dương suýt thổ huyết. Các chú đang nói gì thế? Cái gì là hoàng đế võ giả? Tôi không biết. Nghe thấy câu này vẻ mặt của Chu Dương ngỡ ngàng, sau đó anh và Hứa Thiên Long trố mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Cô gái nhỏ này không phải là một hoàng đế võ giả sao? Sao lại không biết hoàng đế võ giả là thứ gì? Hứa Thiên Long vẻ mặt mơ hồ, không đúng, không đúng. Cháu vốn là một hoàng đế võ giả, nếu là tông sư võ giả, cháu không thể nào một mình đánh bại 4 người chúng tôi như vậy được. Hơn nữa còn là trạng thái có thể giết người trong vài giây, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hứa Thiên Long ôm đầu nói, không biết có chỗ nào không đúng. Tông sư võ giả lại là cái gì nữa? Tôi không hiểu mọi người đang nói gì. Nhưng đánh bại 4 người bọn chú không phải chuyện rất đơn giản sao? Chương 907, khách mời. Trầm mặc. Mấy người Chu Dương hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Hứa Thiên Long và Ngưu Xuyên suýt chút nữa nôn ra máu. Nghe xem, lời của cô bé này nói là lời của con người sao? Bọn họ vẫn luôn tự hào về thân phận tông sư võ giả, trong miệng của cô bé này lại chẳng là gì cả. Còn nói đánh bại bọn họ là chuyện rất đơn giản sao? Nếu như có thể là chuyện đơn giản như vậy, bọn họ có cần phải khổ sở tu luyện mấy chục năm sao? Bọn họ dựa vào bản lĩnh này để dương oai mấy chục năm ở thế tục, lúc này lại bị một cô bé đả kích yêu ta siết đến một câu cũng không nói ra được. Vấn đề là cô bé thực sự có bản lĩnh này. Nhưng điều khiến người ta hoài nghi là một cô bé như thế sao lại không biết tông sư võ giả và hoàng đế võ giả là gì? Lẽ nào cô bé thực sự là một dạng tồn tại khác? Chu Dương suy nghĩ sau đó hỏi, đúng rồi Băng Nguyệt, cháu nói không biết hoàng đế võ giả, cũng không biết cái gì là tông sư võ giả, vậy cháu biết thực lực của cháu gì không? Thực lực, Băng Nguyệt chớp đôi mắt to xinh đẹp của mình, lần này cô bé đã nghe hiểu. Cháu rất mạnh, cô bé xua nắm tay nhỏ của mình đắc ý nói. Trên y đầu Chu Dương lập tức xuất hiện vài vạch đen.
ai không biết cháu rất mạnh chứ? Nhưng lúc này anh cũng đã hiểu ra chỗ nào không đúng. Băng Nguyệt có lẽ chính là một hoàng đế võ giả thực sự. Chỉ có điều cô bé không biết mà thôi. Nói thẳng ra hoàng đế võ giả và tông sư võ giả đều là cấp bậc của cảnh giới tu luyện. Cũng chính là nói đây là tên mà con người đặt cho cảnh giới. Giống như hòn đá gọi là hòn đá, nhưng nếu như vài chục năm trước khi ngôn ngữ của con người mới ra đời, có người sẽ đặt cho hòn đá một cái tên khác, vậy thì lúc đó hòn đá sẽ không gọi là hòn đá nữa. Trong mắt Chu Dương, cảnh giới của cô bé đã vượt qua tông sư võ giả, đương nhiên chính là một sự tồn tại của hoàng đế võ giả. Nhưng đối với bản thân Băng Nguyệt, cô bé lại không hề biết những cảnh giới tu luyện được phân chia như thế nào, đương nhiên cũng sẽ không biết bản thân là một hoàng đế võ giả. Cô bé chỉ biết rằng mình rất mạnh. Chu Dương suy nghĩ một lúc lại hỏi tiếp, vậy cháu có biết Chê Y ngọn núi này có tồn tại cách nào đánh bại cháu không? Băng Nguyệt không biết hoàng đế võ giả là gì, nhưng cũng không thay đổi được sự thật cô bé là hoàng đế võ giả. Vì vậy nếu như Chê Y ngọn núi này tồn tại cách để đánh bại Băng Nguyệt, vậy thì cách này nhất định có thể đánh bại được hoàng đế võ giả. Chu Dương cảm thấy tự hào về trí thông minh của mình. Nhưng ngay sau đó sắc mặt anh liền tối sầm lại. Bởi vì Chê Y mặt Băng Nguyệt đã lộ ra vẻ cảnh giác, chú muốn làm gì? Chú có phải người xấu không? Khi nói ra điều này, cơ thể Băng Nguyệt tỏa ra một luồng khí nguy hiểm. Cô bé nhìn Chu Dương chằm chằm, giống như dây tiếp theo sẽ nhào tới đánh Chu Dương một trận. Lúc này Chu Dương mới ý thức được bản thân đã hơi đường đột. Đùa gì chứ, anh chạy đến nhà người ta hỏi, này chào anh có biết trong nhà anh có cách nào đánh chết anh không? Hỏi câu hỏi này không bị đánh cho mới lạ. Cho dù Băng Nguyệt chỉ là một cô bé tâm trí chưa hoàn thiện, nhưng đối với loại câu hỏi này chắc chắn sẽ có sự kháng cự trong tiềm thức. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Nếu như cô bé ra tay với Chu Dương, vậy thì mấy người Ngưu Xuyên cũng không có lựa chọn nào, chỉ có thể đánh một trận với cô bé. Vì vậy bọn họ đều đã vào tư thế chuẩn bị xung trận, giống như chỉ cần bất đồng cái là sẽ lập tức ra tay. Khóe miệng Chu Dương co giật, không ngờ rằng một câu nói của anh lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Anh vội vàng ngăn mấy người Ngưu Xuyên lại, sau đó nói với cô bé, không, không, Băng Nguyệt, cháu đừng tức giận, chú tuyệt đối không phải người tốt. Không đúng, chú chắc chắn là người tốt. Sở dĩ chú đặt câu hỏi này chẳng qua là chú cũng muốn trở nên mạnh giống như cháu. Chu Dương lau mồ hôi lạnh Chê Y chán, vội vàng giải thích, chú là một người đàn ông, sẽ có người muốn bảo vệ, sẽ có việc muốn làm, những việc này đều cần sức mạnh. Vì vậy chú cũng muốn trở thành mạnh mẽ như cháu, tuyệt đối không có ý gì khác. Khi giải thích, Chu Dương quá bối rối, vì vậy khi nói cũng không được mạch lạc, nhưng Chê Y thực tế, anh có thể có biểu hiện như bây giờ đã là rất tốt rồi. Chỉ có điều mấy người Hứa Thiên Long ở bên cạnh đều bất lực che mặt, bởi vì như họ thấy, cái cớ này của Chu Dương thực sự quá tệ. Nhưng Băng Nguyệt lại tin vào điều đó. Là thế sao, vậy chú theo tôi qua đây. Một dấu chấm hỏi hiện lên Chê Y mặt mọi người, như thế cũng được sao? Nhưng Băng Nguyệt lại đồng ý, đây chắc chắn là chuyện tốt, mọi người liền đi theo cô bé. Chê Y Thánh Sơn không có một ai. Nhưng lại có không ít động vật kỳ lạ, những động vật này cũng không sợ người, bạo dạn đung đưa trước mặt mấy người Chu Dương. Băng Nguyệt dường như đã quen với tình huống này vì thế phớt lờ đi, chỉ chuyên tâm đi về phía trước. Nhìn thấy cảnh này mấy người Chu Dương cũng không dám chậm trễ, tăng tốc bước chân. Mọi người nhanh chóng đến bên sườn núi, sau đó vào một hang động. Trong hang động có một cái bàn đá nhỏ, cạnh bàn đá có một cái ghế đá, Chê Y bàn có đặt một bộ bát đũa đã rửa sạch. Bên cạnh bàn kê hai cái chăn lót đơn giản, không có giường, trải đại Chê Y mặt đất. Xem ra nơi này chính là nơi sinh sống của Băng Nguyệt. Thực sự rất đơn giản. Lúc này nội tâm của Chu Dương lại có cảm giác đồng tình với Băng Nguyệt. Rõ ràng cô bé rất mạnh, mạnh đến mức có thể giết chết 4 tông sư võ giả chỉ trong vài giây nhưng lại sống cuộc sống đơn giản như vậy. Chu Dương nhìn đại khái, ở trong cùng của hang động có một cái nồi đá đơn giản, nguyên liệu đặt bên cạnh đều là nguyên liệu tự nhiên nhất, có lẽ đều thu thập được ở Chê Y ngọn núi này. Nhiều năm như vậy, Băng Nguyệt đều một mình sống sao? Giống như Chu Dương. Vẻ mặt của Ngưu Xuyên và Hứa Thiên Long đều rất tò mò,
hiển nhiên họ cũng có cùng suy nghĩ với Chu Dương. Nếu chú muốn trở nên mạnh mẽ giống cháu, vậy nhất định phải trở thành khách của cháu, ngồi ở đây nửa giờ, Băng Nguyệt quay lại, tùy ý ngồi chê y tấm đệm nhỏ chê y mặt đất của mình, sau đó chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh. Đây lại là quy tắc kỳ lạ gì nữa? Nhưng Chu Dương không nghĩ nhiều, chính xác mà nói anh cũng không có tư cách để lựa chọn. Vì thế anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá, mấy người Ngưu Xuyên và Hứa Thiên Long vì không tìm được chỗ ngồi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Khoảng 10 phút sau, Băng Nguyệt từ chê y mặt đất đứng dậy chạy tới nồi đá đun một ấm trà nóng, dùng bát đũa chê y bàn đưa cho Chu Dương một bát trà nóng. Uống nó xong, chú chính là khách của cháu rồi, Băng Nguyệt không chút biểu cảm, nhìn Chu Dương chằm chằm. Chu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, có lẽ bởi vì sự thay đổi trong tính cách của Băng Nguyệt. Chương 908, một giấc mơ thôi. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Băng Nguyệt, cô gái nhỏ này dáng vẻ cổ quái khiến cho Chu Dương có cảm giác giống như một bà cụ non, dường như cái gì cũng biết. Nhưng khi Chu Dương nói mình là khách du lịch, cô bé lại trở nên khách khí hơn, dường như khá vui vẻ, nhưng lại mất đi linh khí lúc đầu, bộ dạng ngốc nghếch, nhưng dáng vẻ đó mới phù hợp với một cô bé 7-8 tuổi. Đến bây giờ khi Chu Dương nói anh muốn trở nên mạnh mẽ giống như cô bé, hay nói cách khác mục đích đến đây cũng là bởi vì muốn có được sức mạnh giống như cô bé, tính cách của Băng Nguyệt lại thay đổi. Trở nên lãnh đạm, không nói lời dư thừa, khiến Chu Dương cảm thấy cô bé giống như một cái máy đang thực hiện tuần tự từng bước theo trình tự được lập sẵn. Anh không dám nói nhiều, yên lặng uống cốc trà nóng sau đó ngẩng đầu lên nhìn Băng Nguyệt, khi đang muốn nói gì đó để làm dịu đi bầu không khí, Băng Nguyệt ngắt lời anh, nửa giờ rồi, đi theo cháu. Chu Dương sững sờ, lấy điện thoại trong túi ra nhìn. Đã trôi qua nửa giờ rồi. Băng Nguyệt không có điện thoại, làm sao cô bé biết bây giờ vừa đúng nửa tiếng. Nhưng anh không có cơ hội hỏi, bởi vì Băng Nguyệt đã đứng lên đi vào bên trong, Chu Dương chỉ có thể đi theo cô bé. Mấy người Ngưu Xuyên vội vàng đi theo, Băng Nguyệt đột nhiên quay người lại. Các chú là khách của cháu sao? Mấy người Ngưu Xuyên lập tức sững sờ. Bọn họ không phải sao? Hiển nhiên họ cũng phát hiện sự thay đổi cảm xúc của Băng Nguyệt. Các chú chờ ở đây đi, Băng Nguyệt lạnh lùng ra lệnh sau đó quay người tiếp tục đi về phía trước. Ngưu Xuyên nhìn Chu Dương bằng ánh mắt lo lắng, Chu Dương mỉm cười lắc đầu với cậu ấy, tỏ ý bảo cậu ấy bình tĩnh lại. Ngưu Xuyên đang lo lắng cho Chu Dương. Nhưng Chu Dương lại cảm thấy bản thấy không cần phải lo lắng. Nếu như Băng Nguyệt thật sự muốn làm điều gì đó bất lợi với anh, vậy thì kể cả đám Ngưu Xuyên có ở phía sau cũng không có ý nghĩa gì, vì thực lực của Băng Nguyệt cũng đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Mấy người Ngưu Xuyên bị bỏ lại phía sau, Chu Dương cùng Băng Nguyệt đi đến cuối hang động, ở điểm cuối đó Băng Nguyệt giơ tay ra đẩy cửa đá. Nơi này lại có một cửa đá sao? Đến nơi nguyên thủy như này, Chu Dương còn cho rằng tất cả mọi thứ nơi này đều là ở trạng thái nguyên sơ. Nhưng khi nghĩ tới thực lực Băng Nguyệt, anh lập tức thấy an tâm. Lại nghĩ tới mẹ của Băng Nguyệt, đó có thể là một siêu năng lực cực lớn có thể ẩn giấu cả một ngọn núi, việc tạo ra một cửa đá ở nơi này có gì kỳ lạ chứ? Đẩy cánh cửa đá ra, Chu Dương bước vào một nơi giống như căn phòng ngủ, bên trong có một giường đá, ở trên y có một khăn trải giường. Thậm chí còn có một bàn trang điểm bên cạnh giường đá, bên trên y còn bày một miếng gương đồng. Bên cạnh gương đồng còn có một bức ảnh. Hay nói cách khác là một bức tranh vẽ. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thật sự có thể dùng sự kinh ngạc đến động lòng người để hình dung. Khoảnh khắc Chu Dương nhìn thấy tướng mạo người phụ nữ này, trong lòng anh đột nhiên sững lại. Người phụ nữ này là ai? Tại sao anh cứ luôn cảm thấy đã từng gặp ở nơi nào đó? Hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Khoảnh khắc anh nhìn thấy người phụ nữ này anh dường như muốn thốt lên tên của cô ấy. Nhưng tên của người phụ này rốt cuộc là gì? Anh không biết, có điều không biết vì sao anh luôn cảm thấy trong lồng ngực có một sức mạnh giống như đang muốn trào ra. Đi theo cháu, Băng Nguyệt không ở lại trong phòng ngủ, cô bé đã đi tới trước một cánh cửa đá khác trong phòng ngủ, lạnh lùng nói với Chu Dương. Chu Dương tỉnh táo lại, dùng sức vỗ vào đầu. Ném bỏ tướng mạo của người phụ nữ kia trong đầu ra ngoài, sau đó đi theo bước chân của Băng Nguyệt. Rời khỏi căn phòng ngủ, hai người họ lại đi ra bên ngoài. Bên cạnh phòng ngủ này lại có thể rời khỏi hang động. Hang động này nhỏ như vậy sao?
xem ra giống như hai phòng ngủ, một căn là phòng ngủ của Băng Nguyệt, căn còn lại của mẹ Băng Nguyệt, nhưng từ bên ngoài nhìn vào có lẽ không nên nhỏ như vậy mới đúng. Nhưng ở nơi này quả thực có ánh sáng, có thực vật, còn có rất nhiều động vật. Không đúng, nơi này vốn dĩ không phải bên ngoài. Chu Dương kinh ngạc phát hiện ra, bản thân anh vẫn đang ở trong động, bởi vì khi anh ngẩng đầu nhìn lên chê y, phía chê y mà một mảng tối tăm không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng nếu như ánh mặt trời tốt như vậy, đáng lẽ anh phải có thể nhìn được mặt trời và mây trắng mới đúng. Đây là nơi nào thế? Chu Dương vô thức hỏi, đúng lúc này anh đột nhiên thấy hơi đau đầu. Dường như có một loạt những ký ức trào dâng muốn xé rách ý thức của anh, tràn ra bên ngoài nuốt chửng lấy anh. Nơi này anh dường như anh đã nhìn thấy, người phụ này dường như từng quen biết. Cô ấy rốt cuộc là ai? Bản thân anh rốt cuộc là ai? Đây chính là nơi giúp chú trở nên mạnh mẽ, Băng Nguyệt dường như không để ý tới phản ứng của Chu Dương, cô bé vẫn lạnh lùng nói. Trở nên mạnh hơn, chú phải làm thế nào để trở nên mạnh hơn, Chu Dương kìm nén cơn đau nói. Anh đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã tới đây. Dường như nơi này quả thực có thể khiến anh mạnh mẽ, nhưng anh nhất định sẽ phải mất đi thứ gì đó. Đó là thứ gì? Anh không biết. Nhưng có một giọng nói trong tim dường như đang nhắc nhở anh, thúc giục anh, bảo anh mau chóng quay về, rời khỏi nơi này. Anh cố gắng giữ mình ở trạng thái tỉnh táo, sau đó nhìn Băng Nguyệt hy vọng cô bé có thể cho anh một gợi ý. Nhưng trong mắt anh, Băng Nguyệt lại dần dần mờ ảo. Không, không, đừng đi, Chu Dương gào thét, lảo đảo đi về phía Băng Nguyệt. Đột nhiên trước mắt anh tối sầm lại, tất cả mọi thứ đều biến mất. Anh lắc lắc đầu. Sau đó chớp mắt, đột nhiên giật mình ngồi dậy. Đây là nơi nào? Anh nhìn xung quanh, tất cả đều rất sáng sủa, yên tĩnh, đây là biệt thự mà anh mua. Vịnh Lục Cảnh. Trở về nhà rồi sao? Anh cố gắng nhớ lại gì đó, đột nhiên nghĩ ra anh đã bị đánh thức. Dùng sức véo mạnh mặt mình, rất đau. Cái gì chứ, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng anh tại sao lại mơ giấc mơ kỳ lạ như thế, hơn nữa còn chân thực như vậy? Giấc mơ bắt đầu từ khi nào? Từ khi lên Thánh Sơn sao? Nhưng anh đã quay về biệt thự ngủ từ lúc nào? Giấc mơ đó quá dài, hơn nữa còn chân thực, đáng sợ nhất là Chu Dương hoàn toàn không thể nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nói cách khác anh không biết bản thân đã quay về biệt thự ngủ từ lúc nào, giống như một khoảng thời gian trong cuộc đời của anh đã bị xóa đi mất. Anh bắt đầu hoảng hốt, sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ. Lao thẳng xuống phòng khách dưới lầu. Tạ Linh Ngọc đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp. Vợ, sau khi nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, Chu Dương yên tâm hơn nhiều. Vợ à, em có biết anh về nhà từ khi nào không? Chu Dương hỏi. Sao thế, ngủ nhiều nên ngốc luôn rồi sao? Hôm qua sau khi tan làm anh đã về nhà rồi, Tạ Linh Ngọc mỉm cười dịu dàng với anh. Sau đó rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi ở vị trí bên cạnh bàn, mau đi rửa tay rồi ăn cơm. Sau đó cô lại gọi vào bên trong phòng ngủ một tiếng, mẹ, mau ra ăn cơm. Mẹ của ai? Mẹ của anh không phải đang ở nhà của Thẩm Bích Quân sao? Chu Dương mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sau đó anh nhìn về phía phòng ngủ. Chương 909, cuộc sống hằng mơ ước. Chu Dương tuyệt đối không thể ngờ người đi ra từ phòng ngủ lại là mẹ của Tạ Linh Ngọc. Bà ta, sao bà ta lại chạy đến biệt thự của anh? Người phụ nữ này vẫn luôn coi thường anh, luôn cảm thấy anh là một tên phế vật vô dụng, hơn nữa còn đuổi anh ra khỏi Tạ gia, lúc này tại sao lại chạy đến biệt thự vậy? Sắc mặt Chu Dương u ám, anh nhíu mày hỏi, sao bà lại tới đây? Bà Tạ sững sờ, biểu cảm xấu hổ nói, Tiểu Dương à! Sao con lại đột nhiên nói vậy? Lẽ nào con muốn đuổi mẹ đi sao? Gần đây mẹ có làm gì sai đâu? Cái gì? Chu Dương sững sờ đần mặt ra tại chỗ nhìn người phụ nữ trước mặt. Người đang đứng trước mặt anh thật sự là mẹ ruột của Tạ Linh Ngọc sao? Đùa cái gì chứ, Tiểu Dương? Đuổi bà ta đi. Nghe giọng điệu mang theo sự khẩn cầu của bà Tạ, Chu Dương cảm thấy thế giới quan của mình đều sụp đổ. Đây thật sự là người đàn bà kiêu ngạo ngang ngược, trong đầu chỉ toàn lợi ích đó sao? Anh vào đầu, nhất thời không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là giọng điệu của bà Tạ đột nhiên trở nên khách khí khiến anh cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Được rồi chồng à, mẹ đã biết sai, chúng ta đã sống cùng nhau lâu như vậy, sao anh lại đột nhiên tức giận với mẹ chứ? Lúc này, Tạ Linh Ngọc cũng lên tiếng. Cái gì, Chu Dương vẫn còn đang ngỡ ngàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Từ tình hình trước mắt để phán đoán, anh dường như đã đưa ra được một kết luận. Bà Tạ dường như đã biết anh vô cùng giàu có, bây giờ đang cố gắng nịnh bợ anh. Trong bộ dạng này, anh cũng đã tha thứ cho bà ta, hơn nữa còn để bà ta chuyển vào trong biệt thự, ba người đã cùng nhau sống được một khoảng thời gian. Nhưng mấu chốt của vấn đề là những chuyện này đã xảy ra khi nào chứ? Đúng rồi, mẹ của anh đâu, Chu Dương dường như nhớ ra điều gì đó. Chồng à, hôm nay anh bị làm sao vậy? Nói năng linh tinh gì thế? Tạ Linh Ngọc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến trước mặt của Chu Dương ân cần sờ lên trán của anh. Không sốt, sao lại nói năng hồ đồ như thế chứ? Tạ Linh Ngọc lẩm bẩm. Cái gì mà phát sốt với không phát sốt, em đang nói gì vậy? Mẹ của anh đâu, Chu Dương hơi cáu kỉnh. Tạ Linh Ngọc ở trước mặt cho anh một cảm giác xa lạ. Mặc dù người phụ nữ này đối với anh rất ấm áp, nói chuyện cũng rất ân cần, dường như rất quan tâm đến anh. Tất cả những điều này có lẽ đều là cuộc sống mà anh mong muốn, nhưng Chu Dương lại cảm thấy không đúng lắm. Chồng à, không phải anh mất trí nhớ rồi chứ? Tạ Linh Ngọc nhìn Chu Dương một cách kỳ quái, sau đó chậm rãi kể lại những sự việc đã xảy ra. Chu Dương từ Thánh Sơn quay về, thuận lợi đánh bại được Hứa Gia, hơn nữa bản thân cũng trở thành một hoàng đế võ giả. Không chỉ như vậy anh còn đưa cả Hứa Gia quay về Chu Gia, đánh bại tất cả kẻ địch, sau khi thừa kế Chu Gia, anh giúp Chu Gia trở thành gia tộc hàng đầu ở phương Đông. Đương nhiên bây giờ bà Chu cũng chuyển tới sống ở Chu Gia tại thủ đô. Còn Chu Dương lại quay về thành phố Đông Hải lựa chọn sống chung với Tạ Linh Ngọc. Là như thế sao, Chu Dương ngơ ngác ngồi tại chỗ. Tạ Linh Ngọc kể chuyện rất chân thật, nhưng anh không hề nhớ bất kỳ chuyện nào trong số đó. Theo lời kể của Tạ Linh Ngọc, tối qua sau khi anh đi uống rượu với Ngưu Xuyên, tỉnh dậy đã trở thành bộ dạng này. Chồng à, không phải anh thật sự mất trí nhớ rồi chứ, không nhớ được chút gì sao? Tạ Linh Ngọc nhìn Chu Dương đầy quan tâm, đừng hù dọa em. Chu Dương lắc đầu. À, thế này phải làm sao đây? Đúng rồi, bệnh viện, mau chóng đến bệnh viện. Tạ Linh Ngọc nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài khởi động xe. Bà Tạ ở bên này cũng vô cùng lo lắng, con rể tốt của mẹ, con không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu con xảy ra chuyện gì Tạ Linh Ngọc phải làm sao? Mẹ phải làm sao đây? Sự lo lắng trên gương mặt của bà Tạ không giống như đang giả vờ. Chu Dương không quan tâm đến bà ta, bởi vì trong lòng anh đang rất hỗn loạn. Khoảnh khắc cuối cùng anh ý thức được là anh đã đi đến Thánh Sơn, sau đó nhìn thấy băng nguyệt, rồi đến một hang động. Trong hang động đó, băng nguyệt nói có thể khiến anh mạnh mẽ hơn, sau đó anh đã mất đi ý thức. Lẽ nào sự việc xảy ra khi đó đã cách đây vài tháng rồi sao? Anh cảm thấy hơi đau đầu, loạng choạng ngồi lên xe của Tạ Linh Ngọc nhanh chóng đi tới bệnh viện. Bây giờ thân phận của Chu Dương không tầm thường, Tạ Linh Ngọc đưa anh đến bệnh viện. Các chuyên gia thần kinh hàng đầu nhanh chóng chạy tới, sau khi kiểm tra đều lần lượt lắc đầu. Bác sĩ, chồng của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trí nhớ của anh ấy có thể hồi phục lại không? Tạ Linh Ngọc quan tâm hỏi. Không dễ nói, tình trạng của Chu thiếu gia chúng tôi chưa từng gặp. Từ điện sóng não phán đoán, anh ấy hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, vì vậy chúng tôi không thể chẩn đoán được nguyên nhân mất trí nhớ của anh ấy. Vừa rồi cô cũng đã nói, Chu thiếu gia gần đây không gặp phải bất kỳ ca iota CS động nào, chỉ là tối qua có uống rượu một lần, nhưng cũng không uống say. Chuyên gia thần kinh liên tục lắc đầu, tỏ ý hoàn toàn không hiểu vì sao Chu Dương lại mất trí nhớ. Không tìm ra nguyên nhân đương nhiên cũng không cách nào điều tra được. Ông nói bậy, ông không biết con rể tôi là ai sao, lúc này bà Tạ lao đến. Tôi nói cho ông biết. Nếu như ông không thể chữa trị chứng mất trí nhớ cho con rể tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này của ông. Bà Tạ điên cuồng gào thét, bác sĩ kia bị bà ta dọa đến mức liên tục gật đầu, chắc hẳn bác sĩ đã biết thân phận của Chu Dương. Những người khác của Tạ gia nhanh chóng chạy đến, sau khi hỏi rõ tình hình của Chu Dương cũng không ngoại lệ, lần lượt bắt đầu mắng chửi bác sĩ. Cũng không có gì lạ, đây đều nhà đức tính xấu của những người trong Tạ gia.
Chu Dương yên lặng ngồi ở đó, đột nhiên cảm thấy phiền chán. Anh hét lên, im lặng hết cho tôi. Người của Tạ gia quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Chu Dương, lần lượt cúi đầu câm như hến. Tạ Dũng còn thử giải thích gì đó, anh rể à, mọi người cũng vì muốn tốt cho anh. Vì tốt cho tôi, Chu Dương hứng thú đánh giá hắn ta một lượt. Đúng thật là nực cười, trước kia anh chưa bao ngờ tới có một ngày bản thân có thể được người của Tạ gia đối xử như vậy. Càng không thể ngờ rằng ngày này lại đến đột ngột, dường như bản thân anh chỉ ngủ một giấc, đột nhiên liền trở thành dáng vẻ như này. Được rồi, nếu chuyên gia tạm thời không thể chữa trị được bệnh cho tôi, vậy thì trước tiên không cần chữa trị nữa, Chu Dương nhẹ giọng nói. Á, vậy làm sao được, mọi người lần lượt khuyên bảo anh. Chu Dương lạnh lùng nghe bọn họ khuyên một lúc, đột nhiên lên tiếng, sao, lời tôi nói không có tác dụng à? Nghe vậy, bọn họ đều im lặng. Được rồi, tôi muốn đi ra ngoài một mình, nhớ kỹ đừng có ý định đi theo tôi, hiểu chưa, Chu Dương nói với họ. Chương 910, ảo mộng hay thực tế? Ban đầu người của Tạ gia không đồng ý Chu Dương đi ra ngoài một mình, nhưng với địa vị hiện giờ của Chu Dương, bọn họ cũng không dám ngăn cản chỉ có thể để mặc Chu Dương. Chu Dương ra khỏi bệnh viện, liền lấy điện thoại trong túi ra xem thời gian. Đã nửa năm từ khi anh trở về từ Thánh Sơn. Mình đã mất đi ký ức trong nửa năm sao? Với tình hình hiện nay, có vẻ đúng là vậy, ít nhất những người của Tạ gia diễn rất giống, không chút sơ hở nào, ai cũng phù hợp với thiết lập hình tượng của mình. Nhưng Chu Dương không nghĩ vậy. Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không phải Tạ Linh Ngọc nói anh đã là hoàng đế võ giả rồi sao? Chu Dương thử vận động nhưng nhận ra cơ thể anh không khác trước đây mấy. Anh tìm đến Ngưu Xuyên, nhìn Ngưu Xuyên chăm chú hồi lâu. Anh Dương, sao anh cứ nhìn em mãi thế, Ngưu Xuyên thật thà gãi đầu. Đánh với tôi một trận, Chu Dương nói. Ngưu Xuyên sửng sốt rồi bật cười, anh đùa à anh Dương, anh là hoàng đế võ giả, sao em đánh lại anh được? Tôi đúng là hoàng đế võ giả à, Chu Dương nói. Đương nhiên, ai mà chẳng biết anh là hoàng đế võ giả. Anh Dương, hôm nay anh làm sao thế, Ngưu Xuyên nghi hoặc hỏi. Chu Dương không nói gì trầm mặc nhìn Ngưu Xuyên chốc lát, rồi đột nhiên đánh Ngưu Xuyên một đấm. Ngưu Xuyên hoàn toàn không phản ứng kịp, phun một ngụm máu ra ngoài. Cú đấm của mình có lực vậy à? Vừa rồi anh không dùng hết sức mà. Chu Dương khẽ sửng sốt. Vội vàng chạy đến chỗ Ngưu Xuyên, Xuyên tử, cậu không sao chứ? Em không sao, Ngưu Xuyên phun ra máu cười gượng nói, anh Dương, anh đang làm gì vậy? Nếu anh mà mạnh tay hơn thì cái mạng nhỏ này của em cũng tiêu luôn rồi. Nhìn lồng ngực xẹp xuống của Ngưu Xuyên có vẻ như đã bị gãy mấy cái xương sườn. Chu Dương biết cậu ấy không nói dối. Lúc này Chu Dương cảm thấy hơi áy náy. Anh không tin mình bị mất trí nhớ. Nếu không thì tại sao anh lại chẳng có chút ấn tượng nào về những ký ức trước đây? Thế nên anh vô thức muốn tìm Ngưu Xuyên để thử năng lực của mình. Nhưng anh không ngờ vì sự tùy hứng của mình mà suýt nữa hại chết Ngưu Xuyên. Ngộ nhỡ không phải ảo ảnh mà anh thật sự giết chết Ngưu Xuyên thì phải làm sao? Vừa nghĩ đến đây, Chu Dương hơi hoảng sợ. Hơn nữa anh còn nghĩ đến một chuyện. Sở dĩ anh nghi ngờ đây là ảo giác là vì anh chẳng có chút ký ức nào về chuyện xảy ra vào nửa năm nay, vậy nên anh cảm thấy không chân thực. Nhưng nếu mình đúng là bị mất trí nhớ, vậy chẳng phải mình sẽ không có ấn tượng về những gì đã xảy ra trong nửa năm. Có ấn tượng nào thì còn gọi là mất trí nhớ à? Qua sự việc của Ngưu Xuyên, Chu Dương dần có thể chấp nhận tình trạng mất trí nhớ của mình. Tôi đưa cậu đến bệnh viện, Chu Dương cõng Ngưu Xuyên lên lưng. Không cần đâu anh Dương, bây giờ em cũng đã ở cảnh giới bán hoàng rồi, em tự mình vận chân khí thì có thể chữa được chút tổn thương này rồi, Ngưu Xuyên xua tay với Chu Dương tỏ vẻ mình không sao. Chu Dương không làm phiền cậu ấy nữa, anh chừng mắt nhìn Ngưu Xuyên ngồi chê y nền nhà vận chân khí, sau đó khôi phục cái xương vừa bị anh đánh bị thương. Sau khi đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả còn có khả năng này sao? Chu Dương nghĩ. Anh vẫn để ý đến lời nói vừa rồi của Ngưu Xuyên, cậu ấy đã là bán hoàng rồi, Chu Dương không biết bán hoàng có ý gì nhưng nghĩ lại thì chắc có lẽ là đã bước được một nửa vào cảnh giới hoàng đế võ giả. Anh gật đầu dẫn Ngưu Xuyên đi về phía trước. Chúng ta đi đến nhà nào nữa vậy? Ngưu Xuyên đi đằng sau Chu Dương, hỏi.
Chu Dương ngẩng đầu suy nghĩ một lúc bỗng nhớ đến Tôn gia. Trước khi anh mất đi ý thức, Tôn gia vẫn là gia tộc đứng đầu ở thành phố Đông Hải. Sau đó anh đánh bại Hứa gia, nghĩ đến thái độ vô cùng nể mặt của Tôn gia với mình. Chu Dương cảm thấy khá vui khi nghĩ đến dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của Tôn Càn Khôn và Tôn Thiên ở trước mặt mình. Đến Tôn gia, khóe miệng Chu Dương nhếch lên nụ cười nhạt. Tôn gia, vẻ mặt Ngưu Xuyên hơi quái dị. Đúng vậy, Chu Dương không biết tại sao Ngưu Xuyên lại có phản ứng này. Anh Dương, Tôn gia đã bị anh hủy diệt rồi. Bây giờ đã không còn nữa, anh quên rồi sao, Ngưu Xuyên nói. Tôi hủy diệt Tôn gia rồi, Chu Dương chỉ vào mũi mình, trợn tròn mắt hỏi. Phải, gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải bây giờ chỉ có Tô gia và Tạ gia. Dĩ nhiên hai gia tộc này đều nằm trong tay anh Dương, gia chủ Tạ gia là chị dâu Tạ Linh Ngọc, còn gia chủ Tô gia là Tô Vĩ, Ngưu Xuyên kiên nhẫn giải thích với Chu Dương, nhưng ánh mắt nhìn Chu Dương vẫn hiện lên vẻ quái dị. Thấy ánh mắt Ngưu Xuyên nhìn mình, Chu Dương thầm buồn bực. Mình còn làm chuyện như vậy sao? Nhưng nghe Tạ Linh Ngọc nói sau khi quay lại Chu gia, anh còn giúp Chu gia trở thành gia tộc đứng đầu ở phương Đông, thì dường như làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Thôi bỏ đi, Chu Dương xua tay, vậy không đến Tôn gia nữa, bây giờ Thẩm Bích Quân đang ở đâu, công ty Danh Dương thế nào rồi? Lão đại, không phải anh bị mất trí nhớ chứ, thấy Chu Dương hỏi chuyện này, cuối cùng Ngưu Xuyên cũng không nhịn nổi nữa, anh cũng đã kết hôn với Thẩm Bích Quân, chị ấy sống trong một biệt thự khác, còn công ty Danh Dương đã trở thành công ty mỹ phẩm có thương hiệu lớn nhất ở phương Đông. Trụ sở dĩ nhiên vẫn đặt ở thành phố Đông Hải. Hơn nữa anh cũng là chủ tịch của công ty Danh Dương, anh có muốn đến công ty xem thử không? Ngưu Xuyên hỏi. Chu Dương ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì công ty Danh Dương đã trở thành công ty mỹ phẩm có thương hiệu lớn nhất ở châu Á, mà là ngạc nhiên về câu nói của Ngưu Xuyên. Anh kết hôn với Thẩm Bích Quân rồi. Đùa gì thế? Anh đã có vợ rồi. Không phải chính là Tạ Linh Ngọc sao? Sao có thể kết hôn với Thẩm Bích Quân nữa? Sự thật chính là thế đấy, Ngưu Xuyên nhún vai, tỏ vẻ anh đừng hỏi em. Rõ ràng vợ là do anh cưới mà anh hỏi em thì em cũng không biết nên nói thế nào cho anh hiểu. Chu Dương gãi đầu, cắn môi nói, dẫn đường đi, tôi muốn đến gặp Thẩm Bích Quân. Ngưu Xuyên gật đầu, cậu ấy thấy hôm nay Chu Dương vô cùng kỳ lạ, có lẽ sau khi nhìn thấy Thẩm Bích Quân tình hình sẽ tốt hơn. Hai người đi đến biệt thự của Thẩm Bích Quân. Lúc này Chu Dương thấy một cửa hàng bên đường, anh dừng chân lại. Tôi đi mua chút quà cho cô ấy. Chu Dương và Ngưu Xuyên bước vào cửa hàng. Chu Dương nghĩ bây giờ thân phận của mình đã không còn bình thường nữa, có lẽ tiền trong thẻ cũng không ít, muốn mua thì cũng nên mua đồ đắt nhất. Không lâu sau, anh đã chọn được một sợi dây chuyền là phiên bản giới hạn được thiết kế theo phong cách riêng của một nhà thiết kế nổi tiếng ở phương Tây, giá hơn 30 triệu tệ. Tôi lấy sợi dây chuyền này, Chu Dương cắn răng, lấy ra một tấm thẻ nói, quẹt thẻ. Ông chủ đừng đùa, cửa hàng này đều là của anh quẹt thẻ cái gì chứ, nhân viên bán hàng lại nói. Chu Dương trợn tròn hai mắt, đây cũng là cửa hàng của tôi sao? Chương 911, toàn bộ đều là của tôi. Bỏ ra hơn 30 triệu để mua một sợi dây chuyền, mặc dù Chu Dương trước đây có thể mua được nhưng anh cũng sẽ đau lòng. Dù sao vốn lưu động của anh cũng chỉ hơn 100 triệu, có vài cái thẻ đều là 10 triệu. Nếu chỉ quẹt một cái trong đó, khả năng không đủ tiền. Anh nghĩ bây giờ có lẽ có nhiều tiền nên mới cắn răng mua sợi dây chuyền trị giá hơn 30 triệu, kết quả lại biết cửa hàng này đều là của mình. Chu Dương cầm lấy sợi dây chuyền, đầu anh vẫn bị kẹt cứng không suy nghĩ được gì. Tôi mua một chiếc vòng tay nữa nhé, anh bỗng nói. Nó cũng là vòng tay thiết kế phiên bản giới hạn có giá hơn 23 triệu tệ. Lúc Chu Dương muốn trả tiền, nhân viên bán hàng lại nói đây cũng là đồ của anh. Đều là của tôi à, Chu Dương hơi sững sờ, có phải cả cửa hàng này đều là của tôi không? Vốn dĩ cửa hàng này là của anh đó anh Dương, Ngưu Xuyên ở một bên thở dài nói, anh Dương, xem ra anh mất trí nhớ thật rồi, em còn tưởng anh muốn đến đây trải nghiệm cuộc sống. Tôi trải nghiệm cái quần ý, Chu Dương nghiến răng nghiến lợi, bỏ vòng tay và dây chuyền vào cùng một cái túi rồi xoay người bước ra ngoài. Ngưu Xuyên vội vàng đi theo, lúc bọn họ đang gọi xe chê y đường, Chu Dương bỗng nhớ mình vẫn chưa mua xe. Đi thôi,
đi mua xe với tôi, Chu Dương không định đến gặp Thẩm Bích Quân trước, mà lại đi mua một chiếc xe. Anh Dương muốn mua xe gì? Ngưu Xuyên tùy ý hỏi, xe thể thao hay xe có mái che? Xe có mái che, Chu Dương suy nghĩ rồi nói, xe thể thao không thực dụng, chỉ hợp cho con nít thích chơi tốc độ mà thôi, tôi đã qua lứa tuổi đó lâu rồi. Trước kia Chu Dương từng là một tay đua giỏi trong giới đua xe, nhưng tiếc là anh không thích đua xe nữa, cũng không thích những chiếc xe thể thao như Ferrari hay Lamborghini. Nếu so sánh, anh cảm thấy Rolls-Royce hay Maybach sẽ rộng rãi, thoải mái và thực dụng hơn. Vì thế hai người đi đến cửa hàng xe Rolls-Royce. Chào tiên sinh, xin hỏi anh muốn xem xe gì ạ? Một nhân viên niềm nở hỏi. Cho tôi xem loại tốt nhất, Chu Dương chưa xem gì đã nói, nhớ phải là loại tốt nhất, đắt nhất. Không biết vì sao bây giờ Chu Dương có tâm lý muốn tiêu tiền. Anh biết mình vô cùng giàu có nhưng lúc mua vòng tay và dây chuyền, anh còn chưa đưa tiền ra đã được nhân viên nói cho mình biết cả cửa hàng đều là của mình. Nhưng bây giờ nếu anh đã đến mua xe thì nhất định phải chọn mua chiếc xe đắt nhất, tốt nhất. Cũng may lúc anh bước vào cửa hàng, nhân viên không gọi anh là ông chủ, xem ra cửa hàng này không phải của anh. Nhân viên bán hàng cực kỳ xinh đẹp, nụ cười cũng rất ngọt ngào, nghe Chu Dương nói vậy thì khẽ sửng sốt, nụ cười chê y gương mặt càng rạng rỡ hơn. Tiên sinh, nếu anh muốn mua loại tốt nhất đắt nhất thì chắc chắn chính là chiếc Phantom này, một chiếc hạng sang chê y cả thế giới chỉ có giới hạn 10 chiếc, giá đã hơn 30 triệu, nhân viên thử thăm dò hỏi. Quẹt thẻ, Chu Dương không để nhân viên nói hết đã vứt tấm thẻ trong tay cho cô. Cô nhân viên lại sửng sốt, cô chưa bao giờ gặp người ngang tàng như vậy. Nhưng chẳng bao lâu cô phản ứng lại, vui vẻ nhận lấy tấm thẻ, đúng rồi tiên sinh, nếu anh mua chiếc xe này về mà có vấn đề gì thì có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào, tôi có thể phục vụ anh 24/24. Nếu anh cần thì bây giờ tôi có thể ra ngoài lái thử xe với anh muốn lái thử bao xa tùy thích. Hàm ý của hai câu này đã quá rõ ràng. 24 giờ gọi lúc nào cũng đến, lái thử bao xa cũng được. Sẽ xảy ra chuyện gì chê y xe trong lúc lái thử? Nửa đêm nửa hôm gọi cô ta đến có đúng là xe xảy ra vấn đề gì không? Đây nào phải mua xe, đây chỉ đơn giản là mua xe tặng luôn người mà. Điều kiện này hiển nhiên không phải là dịch vụ mua xe, mà là cô nhân viên tự mình cung cấp dịch vụ ngoài giờ mà thôi. Rất đơn giản, cung cấp dịch vụ ngoài giờ cho mấy người giàu có như này đối với bản thân mình tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi. Nhưng đối mặt với ý ngầm hiểu của cô nhân viên, Chu Dương lại mặc kệ, được rồi, đi quẹt thẻ đi. Nghe Chu Dương nói vậy, cô nhân viên hơi thất vọng. Cô ta rõ ràng cũng nhìn ra Chu Dương không xem trọng mình. Nhưng điều này cũng bình thường, chắc chắn bên cạnh những người giàu có như Chu Dương không thiếu phụ nữ, không xem trọng cô ta cũng chẳng có gì lạ. Cô nhân viên chạy đi quẹt thẻ, Chu Dương hơi muốn thử nên bước lên xe với Ngưu Xuyên. Dù có nhiều tiền thế nào, xe sang vẫn luôn là món đồ yêu thích của đàn ông. Lúc này có người gõ cửa xe. Là một người đàn ông. Chu Dương hơi khó chịu hạ cửa xe xuống, sau đấy, cậu có chuyện à? Hả, không phải, ông chủ, tôi trả lại thẻ cho anh thôi, người đàn ông cung kính nói. Chu Dương khẽ sửng sốt nhìn sang cô nhân viên vừa rồi đang đứng cạnh người đàn ông này. Ông chủ, tôi là quản lý ở đây, cô nhân viên này mới đến nên không biết anh cũng là chuyện bình thường, anh đừng tức giận, quản lý liên tục xin lỗi. Lúc này Chu Dương đã choáng váng với tin tức này, một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại câu nói này có ý gì. Cửa hàng xe này cũng là của mình. Sở dĩ cô nhân viên vừa rồi không gọi anh là ông chủ là vì mới đến làm việc vẫn chưa biết anh. Người quản lý đó có lẽ nhận ra thẻ của mình, lúc nghe có người mua chiếc xe tốt như vậy mới chạy đến xem thử thì nhận ra thân phận của mình. Ông chủ, nếu anh muốn chiếc này thì cứ lấy chạy là được, còn trả tiền làm gì cho phiền phức, quản lý cười nói. Chu Dương cũng gượng cười, sắc mặt u ám lấy lại thẻ của mình. Anh chỉ muốn tiêu chút tiền thôi mà. Sao lại khó đến vậy? Mua dây chuyền không xong, mua vòng tay cũng chẳng được, bây giờ đến mua xe cũng thế. Nếu mua nhà thì anh đã có 2 căn biệt thự rồi, lẽ nào còn muốn mua nữa sao? Anh bỗng nhìn Ngưu Xuyên bên cạnh. Xuyên tử, cậu thành thật nói cho tôi biết tôi còn bao nhiêu tài sản ở thành phố Đông Hải, Chu Dương hỏi. Ngưu Xuyên nhún vai.
Anh Dương, nếu anh hỏi em như vậy thì hơi làm khó em rồi. Theo em biết thì tài sản có thể xếp hạng số 1 ở cả thành phố Đông Hải này gần như đều có liên quan đến anh. Nếu anh muốn nói đến tài sản nào không liên quan đến anh thì anh có thể đến loại cửa hàng nhỏ bên đường. Thông thường ông chủ của họ là cá nhân, khả năng không có liên quan đến anh. Dĩ nhiên rất có khả năng, mặc dù đồ họ bán trong cửa hàng không liên quan đến anh nhưng có lẽ cửa hàng là căn anh cho thuê, Ngưu Xuyên bình tĩnh nói. Chương 912, Thế giới điên cuồng. Chu Dương sững sờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên kể lại như thể đang kể về một việc nhỏ không đáng bận tâm. Nói cách khác, chuyện này không phải là nhỏ nhặt nhưng đối với Ngưu Xuyên mà nói đã trở thành một chuyện bình thường, điều này cũng có thể hiểu được. Dẫu sao bản thân anh đã mất trí nhớ, còn Ngưu Xuyên đã tận mắt chứng kiến Chu Dương từng bước đi tới ngày hôm nay, vì vậy khi nói ra chuyện này cũng sẽ vô cùng tự nhiên. Nhưng những điều mà Ngưu Xuyên kể lại khiến trong lòng Chu Dương trào dâng lên một trận sóng gió. Quả thực chỉ giống như đang đùa cợt. Bản thân rất giàu sao? Nếu như dựa theo những gì Ngưu Xuyên nói, bản thân anh giờ dùng tiền cũng không tưởng tượng nổi. Anh chỉ đơn giản là sở hữu cả một thành phố, có tiền mà chẳng cần dùng đến. Mua dây chuyền, vòng tay, nhà ở, xe cộ, anh đều không cần phải bỏ ra một đồng. Thậm chí ngay cả đường ngõ nhỏ đều thuộc quyền sở hữu của anh, cứ như vậy, cả thành phố Đông Hải này, nếu anh có đi đến một quán ăn nhỏ ven đường dùng bữa, khéo người ta cũng sẽ không thu tiền. Như thế có gì tốt chứ? Dường như cũng không có gì là không tốt cả. Sau cú sốc ngắn ngủi, Chu Dương dần bình tĩnh lại và từ từ chấp nhận sự thật này. Kệ đi, đi thăm Thẩm Bích Quân trước đã. Chu Dương khởi động xe. Từng là một tay tốc độ, cho dù có lái Rolls Royce anh cũng có thể lái nó như một chiếc xe thể thao, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự nơi Thẩm Bích Quân đang ở. Chu Dương và Ngưu Xuyên cùng xuống xe, dừng lại trước cửa biệt thự của Thẩm Bích Quân sau đó ấn chuông. Cửa lớn nhanh chóng được mở ra, Thẩm Bích Quân mặc một chiếc váy dài ra mở cửa. Anh yêu đến rồi. Sau khi nhìn thấy Chu Dương, Thẩm Bích Quân vô cùng vui vẻ, lao thẳng tới ôm lấy Chu Dương. Chu Dương bị cái ôm này làm cho bối rối. Dù sao trong suy nghĩ của anh, tình cảm của anh và Thẩm Bích Quân vẫn chưa tiến triển đến bước này. Thậm chí hai người vẫn chưa thẳng thắn nói ra tâm tư của mình cho đối phương, trong mắt Thẩm Bích Quân, Chu Dương là người đã có vợ. Còn trong mắt của Chu Dương, anh thích Thẩm Bích Quân bởi vì Thẩm Bích Quân đã vì anh mà đỡ một nhát dao, còn là sếp của anh, đối xử với anh vô cùng tốt. Nhưng trước giờ anh không dám nói ra tình cảm này, bởi vì anh biết hai người dường như là không thể. Nhưng bây giờ đã khác, hai người đã quang minh chính đại ở bên nhau rồi, vì vậy Thẩm Bích Quân mới ôm thẳng anh như vậy. Ha ha, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của em, anh thấy không quen cho lắm. Chu Dương gãi đầu nói, một mình em ở nhà vẫn ổn chứ? Cái gì mà đột nhiên thấy dáng vẻ này của em chứ? Chúng ta đã kết hôn 3 tháng rồi đấy, Thẩm Bích Quân tức giận nói. Rõ ràng cô cảm nhận được sự xa lạ của Chu Dương với cô. Nhưng hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi, tại sao vẫn còn xa lạ như vậy? Điều này khiến Thẩm Bích Quân không vui lắm. Chu Dương cũng hiểu mình đã nói sai. Nhưng nếu như muốn anh lập tức thích ứng với việc Thẩm Bích Quân đã chấp nhận mình vẫn là chuyện khá khó khăn. Dù sao anh vẫn luôn đối xử với Thẩm Bích Quân như cấp trên y. Anh cũng đã thử hòa nhập với vai trò của mình bây giờ nhưng vẫn cảm thấy không hề dễ dàng. Thế giới này tại sao lại trở nên như thế này chứ? Chu Dương ngồi trên y sofa, đau khổ xoa đầu. Anh Dương, cái này là anh không đúng rồi, chị dâu rõ ràng rất yêu anh nhưng anh lại xa lạ như thế. Cũng không thể trách chị dâu tức giận được. Ngưu Xuyên ở một bên cười nói. Chu Dương tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy, cậu cũng không phải không biết tôi bị mất trí nhớ, còn ở đó mà nói mấy lời bóng gió như thế. Trước khi tôi mất trí nhớ, tôi và Thẩm Bích Quân chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè tốt mà thôi, bây giờ quan hệ giữa chúng tôi đột nhiên trở thành như vậy, cậu thấy tôi có thể thích ứng được sao? Chu Dương vừa nói vừa nhìn Thẩm Bích Quân đang bức bối trong phòng ngủ. Thật kỳ lạ, trước kia rõ ràng là một chủ tịch lạnh lùng có tiếng, bây giờ lại giống như một cô gái nhỏ, cho dù là tức giận cũng sẽ không chút giận lên anh mà lại bày ra dáng vẻ uất ức trốn trong phòng. Có lẽ là do thân phận của anh thực sự quá cao rồi sao?
Chu Dương nhớ lại từ khi anh mất trí nhớ, tất cả những người mà anh gặp vẫn chưa có một ai dám lớn tiếng nói chuyện với anh. Đám người của Tạ gia trước kia kiêu ngạo độc đoán là thế, nhìn thấy anh cũng phải khom lưng cung kính, bây giờ ngay cả Thẩm Bích Quân cũng biến thành dáng vẻ cô gái nhỏ như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Chu Dương vốn muốn đi an ủi Thẩm Bích Quân, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại rời khỏi biệt thự. Cả thế giới này đối với anh đều quá xa lạ, anh muốn đi ra ngoài tìm chút cảm giác quen thuộc. Anh Dương, anh cũng đừng quá nóng vội, từ từ thích ứng là được rồi, Ngưu Xuyên đi theo sau. Ngưu Xuyên cảm thấy Chu Dương chẳng qua chỉ mất một phần ký ức mà thôi, cũng không phải mất đi toàn bộ. Giống như bạn không nhớ được ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, điều này quan trọng sao? Nhiều lắm cũng chỉ là mất đi ký ức của nửa năm, đối với đời người cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Vì vậy Ngưu Xuyên không quá coi trọng chuyện của Chu Dương, cũng cảm thấy phản ứng của Chu Dương hơi thái quá. Nhưng đối với Chu Dương, mọi thứ trước mắt khiến anh cảm thấy kinh hãi. Rõ ràng mỗi người vẫn đều là dáng vẻ đấy, vô cùng phù hợp với tính cách của bản thân bọn họ nhưng lại trở nên xa lạ như vậy. Xa lạ đến nỗi Chu Dương không dám quen biết họ nữa. Cậu không cần lo cho tôi đâu, tôi chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo chút thôi, Chu Dương nói với Ngưu Xuyên. Giống như cậu nói, tôi cần phải làm quen dần với thế giới này. Hai người bước đi vô định trên y đường lớn, Chu Dương nhìn dòng xe qua lại trên y đường, trong lòng nhiều cảm xúc. Thế giới này không thay đổi. Ít nhất thì trong khoảng thời gian nửa năm, cả thành phố khổng lồ này cũng thay đổi không quá lớn. Anh ngồi ở vệ đường, bảo Ngưu Xuyên đưa cho một điếu thuốc. Anh Dương, rốt cuộc anh có chỗ nào không chấp nhận nổi chứ, mất đi trí nhớ nửa năm cũng đâu có gì to tát. Hay là nói, bây giờ có việc gì khiến anh không cách nào chấp nhận? Nếu như không có, em kiến nghị anh nên quay về an ủi chị dâu đi. Ngưu Xuyên vô cùng nghiêm túc nói, kể từ lúc Chu Dương bỏ lại Thẩm Bích Quân đang tức giận, cậu ấy đã ý thức được có điều không ổn. Là cảm xúc của Chu Dương không ổn. Chu Dương lúc bình thường, khi biết được tất cả mọi chuyện, cho dù tâm trạng không tốt, anh cũng sẽ không bỏ rơi Thẩm Bích Quân không quan tâm. Ít nhất thì anh cũng sẽ giải thích rõ ràng với Thẩm Bích Quân, nói bản thân bị mất trí nhớ. Nhưng bây giờ đến một câu giải thích cũng không có, anh rời khỏi biệt thự của Thẩm Bích Quân. Như vậy Thẩm Bích Quân chẳng phải sẽ càng thêm tức giận sao? Ngưu Xuyên không thể tưởng tượng được Chu Dương phải làm thế nào mới có thể dỗ dành được Thẩm Bích Quân. Chương 913, tình yêu của gã thanh niên. Ngưu Xuyên nói vậy khiến Chu Dương phải suy nghĩ. Ngay cả anh cũng tự thấy phản ứng của bản thân hơi thái quá. Rốt cuộc tại sao lại phiền muộn? Giống như Ngưu Xuyên nói, chẳng qua chỉ là mất trí nhớ nửa năm thôi mà, tại sao anh lại phiền muộn như vậy chứ? Ngược lại, giờ có thể nói anh có tất cả mọi thứ. Sản nghiệp của hầu hết thành phố đều thuộc về anh muốn làm gì thì làm. Không chỉ là cả thành phố Đông Hải, thân phận của anh còn là gia chủ của gia tộc hạng nhất Chu gia. Rốt cuộc anh còn gì không hài lòng? Không phải chỉ là mất đi trí nhớ của nửa năm sao? Bây giờ anh đã có tất cả, rốt cuộc anh còn ảo não điều gì? Càng suy nghĩ anh càng cảm thấy phiền muộn. Trong lòng dường như có một giọng nói đang nhắc nhở anh. Đừng, đừng, đừng chấp nhận. Đừng, cái gì đừng chứ? Đừng chấp nhận, không chấp nhận thứ gì. Cũng đâu có ai cho anh thứ gì đâu. Chu Dương dường như đã hiểu. Giọng nói đó chính là nguồn gốc của sự phiền muộn trong anh. Anh lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, vứt bỏ giọng nói trong đầu ra ngoài. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói dung tục, em gái à, cho anh đây vui vẻ chút đi. Chuyện này, anh vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ, loại chuyện tốt hai bên cùng vui vẻ này sao em lại kháng cự chứ? Chu Dương nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy một thanh niên đang ngậm điếu thuốc, trên y tay còn có một hình xăm. Gã thanh niên này trông rất hung hãn. Mặc một chiếc áo ngắn tay bó sát, chiếc quần tây đen bó, dưới chân đi một đôi giày bệt càng làm nổi bật dáng người gầy dơ xương của hắn. Nhìn vào đã khiến người khác buồn nôn. Rõ ràng gã thanh niên này đang gạ gẫm một cô gái. Cô gái kia trông rất trẻ, mái tóc đen dài, cổ quàng khăn, mặc một chiếc váy màu trắng, chân đi một đôi giày vải hàng hiệu. Cô gái kháng cự trước hắn, không ngừng giãy giụa, còn tủi thân van xin,
tôi hoàn toàn không quen biết anh, cầu xin anh buông tha cho tôi có được không? Nếu như anh muốn tiền, để lại chứng minh thư cho tôi sẽ đưa hết phí tiền cho anh, nhưng anh đừng làm hại tôi có được không? Cô gái có thể nói là vô cùng nhún nhường, dường như sợ khiến cho hắn nổi giận, đến cả tiếng cầu xin cũng nhỏ nhẹ dè chừng. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn tát cô gái một cái. Con đàn bà xấu xa, mày giả vờ vô tội với ai? Ông đây nhìn là người thiếu tiền sao? Hắn tát cô gái một cái thật mạnh, sau đó cướp ví tiền bỏ vào trong túi của mình. Tao nói cho mày biết, ông đây không thiếu tiền, ông đây thích mày, nhanh chóng đi thuê phòng với tao. Nói xong, hắn muốn kéo cánh tay của cô gái rời đi. Chu Dương ném tàn thuốc vừa hút xong xuống đất, định can thiệp vào chuyện này. Mặc dù không liên quan đến anh, nhưng tâm trạng của anh vốn đã không tốt, ra tay dạy dỗ tên điên này một bài học cũng coi như giải tỏa tâm trạng. Nhưng anh vẫn chưa kịp ra tay, bên cạnh lại xuất hiện một cô gái khác. Trông không lớn lắm, tầm trê y dưới 18. Có vẻ như cô ta đi cùng với tên thanh niên kia, cũng mặc quần legging đi giày đế bệt, gương mặt trang điểm nhẹ, trê y tai còn đeo một đôi bông tai to sáng màu. Cô ta vừa xuất hiện lập tức lao ngay vào cô gái đi giày vải trước đó. Con đàn bà đê tiện, lại dám dụ dỗ người đàn ông của tao. Mày có biết anh của tao là ai không? Cô ta hùng hổ quát mắng lao vào cô gái đi giày vải. Trước đó bị tên kia tát cho một cái, bây giờ lại bị cô ta tát một cái nữa, cô gái đi giày vải thất thần nhìn hai người này, ấm ức rơi nước mắt. Tôi không quyến rũ anh ta, cô gái uất ức giải thích. Tình huống này rất giống với tình cảnh của Chu Dương ở Tạ Gia năm đó, hoàn toàn không một ai tin tưởng anh. Ít nhất thì đôi vợ chồng hung hãn kia cũng không có ý định tin cô gái đi giày vải. Đồ gái điếm như mày, còn dám ngụy biện với tao. Bà đây xé nát mặt mày, cô gái kia không chỉ nói, còn giơ thẳng tay ra nắm lấy tóc của cô gái giày vải, sau đó giơ móng tay ra định hủy hoại gương mặt của cô gái. Chu Dương hứng thú nhìn cảnh trước mặt. Anh không có ý định ra tay, dù sao với lực phản xạ của anh, cho dù có ý định ra tay thì khi vào lúc nguy cấp nhất cũng vẫn có thể ngăn được cô gái lanh lợi kia. Sở dĩ anh không ra tay là vì anh thấy tên kia đã ra tay rồi. Tính, đừng làm loạn. Gã thanh niên kia kéo cô ta lại. Em cào mặt cô ấy sẽ trở thành chuyện lớn đấy, gã thanh niên nói. Nhưng cô gái tên Tính kia làm sao có thể nghe hắn giải thích, lại giơ tay ra tát hắn một cái. Anh có ý gì, muốn giúp cho con đĩ đó sao? Anh bị cô ta dụ dỗ rồi đúng không? Năm đó đòi sống đòi chết nói yêu bà đây, bây giờ nháy mắt liền bị người khác dụ dỗ rồi. Được, anh chờ đấy, anh và con đàn bà này sắp bị đánh rồi đấy, tôi sẽ gọi đại ca của tôi qua đây. Bọn đàn ông làm tim của tao tan nát rồi, tao không có được, thì đừng ai mong có. Tao sẽ tiến chúng mày đến Tây Thiên. Người tên Tính đó vừa nói vừa lôi điện thoại ra. Nhìn dáng vẻ đúng thật muốn gọi cho đại ca. Con đàn bà chết tiệt, mày muốn làm to chuyện có đúng không? Gã thanh niên kia cũng tức giận, giơ tay tát Tính một cái, phẫn nộ quát, ông đây trước giờ chưa từng yêu mày, tao chỉ chơi đùa với mày mà thôi. Đừng tưởng vì có đại ca kia của mày chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Cho dù đại ca mày có tới tao cũng không sợ. Sau đó, gã thanh niên kia ôm lấy cô gái đi giày vải, vô cùng hùng hồn nói, người đẹp, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Cô gái rõ ràng khá bối rối, lại sợ sệt nhìn cảnh trước mắt, Chu Dương đoán cô gái đó vẫn chưa hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng Ngưu Xuyên ở bên cạnh lại sụt sịt nói, thật là chuyện tình yêu cảm động. Cái gì, Chu Dương trợn mắt nhìn Ngưu Xuyên. Người anh em à, cậu nhìn ra chỗ nào cảm động vậy? Cậu nhìn thấy tình yêu ở đâu vậy? Lão đại, lát nữa Tính đó gọi đại ca tới, anh có giúp đôi tình nhân nhỏ kia một chút không? Không chờ Chu Dương kịp phản ứng lại sau cú sốc, Ngưu Xuyên lại nói. Chu Dương không nói nên lời. Cái đó, đôi tình nhân nhỏ mà cậu nói là chỉ hai người nào, Chu Dương nói thầm. Đương nhiên là chàng trai và cô gái mặc váy đó. Ngưu Xuyên hơi kỳ lạ nói, anh Dương à, anh không cảm thấy tình yêu của hai người họ vô cùng cảm động sao? Anh xem chàng trai đó rõ ràng rất sợ hãi, sợ cái cô Tính đó gọi đại ca tới nhưng vẫn kiên định bảo vệ người con gái bên cạnh, không phải rất cảm động à? Chương 914, Chu Dương buồn chán.
Chu Dương nhìn Ngưu Xuyên nói không nên lời, tự hỏi trong lòng rằng có phải là Ngưu Xuyên độc thân quá lâu rồi hay không, ngay cả quan điểm về tình cảm cũng bị bẻ cong rồi. Như thế này được coi là tình yêu sao? Con gái nhà người ta còn chưa đồng ý, cậu đã coi đó là tình yêu sao? Nhắc mới nhớ, chuyện này không hề liên quan gì đến con gái nhà người ta. Ngay khi cô Tính Tính đó vừa bước đến, liền nói rằng cô gái kia đã quyến rũ người đàn ông của cô ta, mà gã thanh niên đó từ đầu đến cuối cũng không hề bác bỏ. Nhưng Chu Dương là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, biết rằng cô gái kia thậm chí còn không hề quen biết hắn. Chứ đừng nói đến là quyến rũ, chỉ có cậu thanh niên đó vẫn luôn gây rối cho cô gái kia mà thôi. Thế nhưng Ngưu Xuyên lại cảm động trước tình yêu như vậy, điều này khiến Chu Dương không nói nên lời. Nhưng anh cũng không vội bắt bẻ Ngưu Xuyên, bởi vì trực giác của anh mách bảo rằng sẽ có những câu chuyện khác xảy ra giữa những người này. Dù sao một người kỳ quặc như vậy, làm chuyện gì đi nữa cũng không quá kỳ lạ. Chẳng mấy chốc, đại ca của Tính Tính đã đến. Đó là một người đàn ông to lớn với khuôn mặt đầy đặn, trên y cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to. Chê y khuôn mặt còn đeo kính râm, dưới chân đi một đôi dép lê. Phía sau đại ca còn có hai tên đàn em đi theo, vừa mới đi đến liền kiêu ngạo hỏi, Tính Tính, có chuyện gì? Là ai bắt nạt em? Tính Tính rúc vào vòng tay của tên đại ca, sau đó nũng nịu chỉ tay về phía gã thanh niên hung hãn và cô gái kia chính là đôi nam nữ chó má kia. Cô ta đã quyến rũ chồng của em mất rồi. Ồ, đây không phải là cường tử sao, làm sao vậy? Bây giờ đủ lông đủ cánh nên dám bắt nạt Tính Tính à? Tên đại ca bước tới vỗ nhẹ vào mặt của cậu thanh niên rồi hỏi. Rõ ràng gã thanh niên đó tên là Cường Tử, sắc mặt cậu ta u ám, nhìn chằm chằm tên đại ca một lát, đại ca, chuyện này không liên quan đến anh. Tôi và Tính Tính cũng đã chia tay trong hòa bình, anh vẫn còn muốn lật mặt với tôi vì chuyện này sao? Ông đây chính là muốn lật mặt với cậu đấy, sao nào? Bắt nạt Tính Tính. Ông đây đánh cậu thì sao? Tên đại ca cũng không nhiều lời, đá Cường Tử một cái khiến hắn ngã lăn xuống đất. Cường Tử căm phẫn đứng dậy, nhìn chằm chằm tên đại ca rồi nói, dù sao cũng đã chia tay rồi, anh nói xem anh còn muốn thế nào nữa. Như thế nào, tên đại ca suy nghĩ một chút, liền kéo Tính Tính từ phía sau lên rồi ôm vào lòng của hắn ta, muốn thế nào sao, vậy thì để bảo bối nhỏ của anh nói xem sao. Bảo bối. Nói xem bây giờ em muốn như thế nào. Đánh gãy chân của đôi nam nữ chó má đó. Tính Tính vô cùng tức giận cay nghiệt nói. Được, tên đại ca lập tức đồng ý, sau đó nhìn về phía Cường Tử và cô gái, đã nghe rõ rồi chứ, các người muốn tự đánh gãy chân hay là để tôi ra tay. Lúc này, Cường Tử lập tức hoảng sợ, đại ca, tôi sai rồi, đừng đánh gãy chân tôi. Tôi làm lành với Tính Tính là được đúng chứ. Tính Tính, em hãy tha thứ cho anh chỉ là một phút nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Cô gái kia chắc chắn còn hoảng loạn hơn, cô ấy khoa chân múa tay kêu oan, nói rằng chuyện này không liên quan đến cô ấy, nhưng tiếc là không ai để ý đến cô. Cút đi, bây giờ bà đây chỉ cần nhìn thấy anh liền cảm thấy ghê tởm. Nói thật cho anh biết, đại ca cũng đã theo đuổi tôi lâu rồi, bây giờ tôi muốn ở bên cạnh đại ca, vậy nên anh mau chóng tránh xa một chút. Anh đã khiến trái tim của tôi tan nát rồi Cường Tử à, hai chúng ta đã không thể có cơ hội nào khác nữa. Tính Tính khinh thường nhìn Cường Tử đang nằm chê y mặt đất rồi nói. Nghe rõ rồi chứ Cường Tử, chuyện này cũng không thể trách tôi được, bây giờ Tính Tính cũng đã không còn yêu cậu nữa rồi, cho nên cậu cứ thành thật chấp nhận bị ăn đánh đi. Sắc mặt đại ca cùng vô cùng đắc ý. Sau đó phất tay với hai tên đàn em ở phía sau mình, ra tay đi. Hai tên đàn em đó đi thẳng về phía trước. Lúc này, Cường Tử lại nghiến răng ken két, bật dậy khỏi mặt đất, đột nhiên tát một cái vào mặt của cô gái kia, đều tại cô, con chó cái này. Nếu không phải vì cô thì tôi bị gặp chuyện hôm nay sao? Cô gái ấm ức, nhưng cô ấy lại không biết diễn đạt sự tủi nhục oan ức của bản thân mình như thế nào. Bây giờ cậu còn cho rằng đó là tình yêu nữa không? Chu Dương liếc nhìn Ngưu Xuyên, rồi hỏi. Ừ. Cái tên Cường Tử kia không đáng làm đàn ông, đáng bị ăn đòn, Ngưu Xuyên tức giận nói. Cậu ấy không ngờ rằng, mới lúc đầu cảm thấy Cường Tử cũng khá là đàn ông, nhưng khi mọi chuyện xảy ra như vậy, hắn lại lập tức thay đổi sắc mặt.
Cường tử lại đá cô gái kia thêm hai phát nữa, trong suốt quá trình đó, tên đại ca và hai tên đàn em kia chỉ lặng lẽ đứng ở một bên quan sát. Chờ đến khi cường tử đánh xong, bọn họ mới đi tới nói, được rồi, không cần giả bộ nữa, bây giờ thì đến lượt cậu phải nhận sự trừng phạt rồi. Cường tử không cam tâm, muốn giải thích gì đó nhưng bị hai tên đàn em kia đè bẹp xuống đất, đánh đập cho một trận rất mạnh. Sau khi đánh xong, bọn họ lại liếc nhìn sang cô gái. Cô gái bắt đầu sợ hãi lùi lại phía sau. Nhưng hai tên đàn em đó hoàn toàn không có một chút cảm giác thương xót nào, bọn họ vẫn như cũ dồn ép cô gái. Lúc này, Chu Dương biết chuyện này đã không còn thay đổi được gì nữa, do đó cũng đã đến lúc anh phải ra tay. Anh xuất hiện đứng ở trước mặt cô gái. Nhóc con, cậu là ai? Tôi khuyên cậu nên tránh xa ra một chút, hai tên đàn em hơi khó chịu nói với Chu Dương, đừng khiến tôi phải đánh cả cậu. Ồ, vậy sao, Chu Dương lại cảm thấy hơi hưng phấn khi nghe thấy những lời này. Cuối cùng cũng có người dám chống lại anh. Điều này khiến anh nhớ lại cảm giác quen thuộc. Tôi sẽ không tránh sang một bên, anh có thể đánh cả tôi cũng được. Chu Dương không đợi được liền tiến thêm về phía trước hai bước, cầu xin các anh, hãy đánh tôi đi. À, chuyện này, hai tên đàn em liếc nhìn nhau. Từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp một tên nào kỳ lạ như vậy. Nhưng dù sao thì cũng là xã hội đen, chuyện đánh nhau như vậy cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Bọn họ không thể đánh mất những nguyên tắc của mình chỉ vì sự kỳ lạ của Chu Dương. Đánh anh ta, hai tên đàn em cùng nhau hạ quyết tâm, xông về phía Chu Dương. Chu Dương vừa vô thức đưa tay lên đã hất bay hai tên đàn em kia ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cường tử, tên đại ca và tính tính sợ chết cây S.I.O.T.A. Mạnh mẽ quá rồi. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy được động tác của Chu Dương. Cậu nhóc, cậu là ai? Tên đại ca tháo kính râm xuống, để lộ ra một đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu xanh nhìn chằm chằm Chu Dương hỏi cậu quyết định chống lại tôi. Chu Dương chán nản lắc đầu. Anh cũng mong những người này có thể phản kháng lại anh một chút, nhưng không ngờ bọn họ lại yếu đến như vậy. Yếu đến mức một chút tinh thần cũng không thể vực dậy nổi. Tôi không muốn làm đối thủ của anh, nhưng nếu anh còn dám kiêu ngạo trước mặt tôi, vậy thì tôi nhất định sẽ giết chết anh, Chu Dương thản nhiên nói. Anh đã mất hứng thú với đám xã hội đen này rồi. Tên nhóc thối tha này, tôi thấy có lẽ cậu không biết trời cao đất dày là gì rồi, tên đại ca lao về phía Chu Dương. Chu Dương còn chưa kịp ra tay thì Ngưu Xuyên ở một bên đã đá bay hắn. Anh Dương, loại người này không đáng để anh phải ra tay giết, Ngưu Xuyên quay lại nói với Chu Dương. Chu Dương chán nản gật đầu. Tên đại ca ở bên kia cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa hai bên. Đàn em của đối phương lại có thể dễ dàng đánh bay hắn ta như vậy. Hắn ta đảo mắt nhìn về phía Tính Tính, lại nhìn về phía cô gái ở phía sau Chu Dương. Cảm thấy rằng Chu Dương nhất định là vì cô gái kia cho nên mới ra tay với bọn họ, cho nên hắn ta lập tức vạch ra kế hoạch trong đầu. Chương 915, Đấu Trí. Chê y thực tế thì mọi chuyện đối với tên đại ca này rất đơn giản. Hắn không biết Chu Dương. Chứng tỏ rằng hắn và Chu Dương hoàn toàn không có thù hận gì. Nhìn hành động này của Chu Dương, có lẽ anh ra tay vì cô gái đi giày vải kia thôi. Nói cách khác, nếu hắn muốn đánh bại Chu Dương, vậy thì rất đơn giản, chỉ cần khống chế được cô gái đi giày vải kia là đủ rồi. Tên đại ca này là người thủ đoạn, hắn biết hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên quá mạnh, nếu cố chấp đối đầu thì bọn họ nhất định sẽ có kết cục thảm hại. Không thể cứng rắn giao đấu. Vậy thì chỉ còn cách dùng thủ đoạn thôi. Cậu nhóc, tôi không hề chọc giận cậu, tại sao cậu lại muốn đối đầu với tôi, tên đại ca đứng dậy giả bộ như không có chuyện gì. Hắn vừa nói vừa lặng lẽ đi đến gần cô gái kia. Cút, Chu Dương không thèm để ý đến hắn, anh nói thẳng, nếu không chịu cút thì tôi tin anh sẽ có một kết cục không hề tốt đẹp đâu. Sắc mặt của tên đại ca lập tức cứng đơ lại. Hắn không ngờ thái độ của Chu Dương lại thẳng thắn như vậy. Cường tử ở một bên nhìn thấy Chu Dương như một vị thần vừa mới xuống trần gian này, hắn lập tức nắm bắt lấy hy vọng. Đại ca cuối cùng cũng đến rồi, anh mau chóng đuổi cái tên đầu chọc kia đi đi. Bỗng chốc, cường tử gọi Chu Dương là đại ca, mà cái tên đại ca thật thì hắn lại gọi thành tên đầu chọc. Tên đại ca đó đúng là đầu chọc thật, chị y người còn tỏa ra mùi mồ hôi thối,
Chu Dương thật sự không hiểu nổi tại sao một người đàn ông như vậy sao lại có thể trở thành đại ca. Cô gái tính tính kia lúc vùi mình vào trong tay của tên đại ca đó không cảm thấy buồn nôn sao. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh, ngay cả tên cường tử này cũng không liên quan đến anh. Ngược lại, mặc dù bây giờ cường tử là một người yếu kém, nhưng hắn cũng là một người xấu, từ góc độ của Chu Dương, hắn cũng là một người đáng bị ăn đòn. Vì vậy Chu Dương liền đá hắn sang một bên. Nhóc con tránh xa tôi ra một chút, chuyện vừa rồi cậu làm, tôi đều nhìn thấy cả rồi. Cường tử hơi bối rối, đại ca, tôi đã làm gì? Không phải anh đến giúp tôi sao? Chu Dương bị hắn chọc giận, bật cười. Sao tôi phải giúp cậu? Cậu là cái thá gì? Cường tử còn muốn giải thích gì đó, nhưng lại bị Chu Dương xua tay ngắt lời. Xuyên tử, cho hắn một bài học đi. Chu Dương thản nhiên nói. Ngưu Xuyên đứng ở bên cạnh nhận được mệnh lệnh, lập tức đi về phía cường tử. Ngay sau đó, vang lên tiếng hét như lợn bị chọc tiết của cường tử. Tên đại ca đầu chọc nghe tiếng hét này liền toát mồ hôi lạnh. Bọn họ là những tên xã hội đen quy mô nhỏ, bình thường bọn họ nổi tiếng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên người bình thường mới không muốn tiếp xúc với bọn họ, cũng sợ bọn họ. Nhưng bây giờ, khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Chu Dương, thì bọn họ mới biết thế nào là sự tàn ác thực sự. Lúc này tên đại ca đầu chọc kia thậm chí còn cảm thấy ghen tị với hai tên đàn em đang bị đánh ngất kia. Hắn cũng rất muốn được ngất đi. Thật đáng tiếc, bây giờ hắn lại rất tỉnh táo, hoàn toàn không thể ngất được, cho nên, hắn bắt buộc phải đối mặt với tên đại ma vương Chu Dương. Hơn nữa hắn nhất định phải thắng. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể rơi vào tay Chu Dương. Liếc nhìn tên cường tử hoàn toàn biến sắc kia, tên đại ca thầm hạ quyết tâm trong lòng. Được rồi xuyên tử, tội của hắn không đáng phải chết, Chu Dương thấy cũng kha khá rồi, nên anh bảo Ngưu Xuyên dừng lại. Ngưu Xuyên nhận được mệnh lệnh, lập tức dừng tay. Lúc này, Chu Dương và Ngưu Xuyên đều không chú ý đến tên đại ca đầu chọc và cô gái đi giày vải. Một tia sáng dữ dội lóe lên trong mắt tên đại ca, hắn lao thẳng về phía cô gái. Chu Dương chỉ cảm nhận được một luồng gió thoảng bên tai. Anh không để ý đến tên đại ca đầu chọc, cũng không hề có cảm giác mối nguy hiểm nào, bởi vì tên đại ca đầu chọc đó sẽ không thể gây ra nguy hiểm nào cho anh. Cho nên thay vì thần kinh nhạy bén phản ứng, thì anh lại lười biếng quay đầu lại để xem chuyện gì đã xảy ra. Hững hờ liếc nhìn. Chu Dương lập tức trở nên căng thẳng. Tên đại ca đầu chọc đó, đã lấy một con dao găm để khống chế cô gái đi giày vải. Anh muốn làm gì? Chu Dương híp đôi mắt lại thành một đường ngang mang theo sự nguy hiểm. Nếu tên đầu chọc này thật sự dám ra tay, thì anh nhất định sẽ khiến đối phương phải hối hận vì đã sinh ra ở trên y cõi đời này. Thực ra chuyện này vốn không liên quan đến anh, nhưng anh đã dự tính là sẽ cứu cô gái kia rồi. Mà tên đại ca đầu chọc này lại muốn hại cô ấy trước mặt anh, chuyện này rõ ràng chính là đang khiêu khích anh. Bây giờ, Chu Dương không phải người dễ bị khiêu khích. Ha ha, còn hỏi tôi muốn làm gì? Những chuyện này còn không phải là đều tại các người sao? Ban đầu tôi mới chính là đại ca, không một ai dám làm gì tôi cả, tôi có tiếng nói lớn nhất trong đám người này. Nhưng từ khi hai người đến, thì mọi chuyện thay đổi, tôi trở thành một người bị đánh. Mà tôi cũng không có thù hận gì với các người đúng chứ, tôi muốn hỏi các người rốt cuộc là muốn làm gì. Tên đại ca đầu chọc túng quẫn nói. Từ góc độ nhìn nhận mọi chuyện của hắn, thì Chu Dương mới là người khó giải thích nhất, rõ ràng hắn không chọc giận hay đắc tội gì với anh, nhưng anh lại cướp đoạt mọi thứ trong tay hắn. Rất đơn giản, các người thả tôi đi, tôi sẽ không làm hại đến cô gái này, như vậy rất công bằng rồi, tên đại ca đưa ra một yêu cầu rất hợp lý. Chu Dương cau mày. Con dao găm của tên đại ca đặt trên y cổ cô gái, ngay cả anh cũng không chắc chắn mình có thể cứu cô gái này an toàn không bị thương. Lẽ nào thực sự phải thỏa hiệp như vậy? Anh không cam tâm lắm. Ngưu Xuyên lên tiếng. Đầu chọc, tôi khuyên anh nên biết nhìn xa trông rộng một chút, nếu anh còn tiếp tục uy hát yêu ta anh Dương, thì tôi đảm bảo với anh rằng dù anh muốn chết thì tôi cũng không để anh chết dễ dàng. Ánh mắt của Ngưu Xuyên vô cùng dữ tợn. Bản thân là một người sắp đạt tới cảnh giới hoàng đế võ giả, đương nhiên cậu ấy có thể uy hát yêu ta như vậy. Chỉ riêng ánh mắt thôi đã khiến cho tên đại ca đầu chọc dùng mình vì sợ hãi.
Nhưng tên đại ca đầu chọc vẫn bình tĩnh, ha ha, muốn hù dọa tôi, không có tác dụng đâu. Chỉ cần không thả cô gái này ra, thì tôi vẫn còn một tia hy vọng sống tiếp. Nhưng thả cô ta này ra rồi, thì tôi sẽ không còn một cơ hội nào nữa, đừng tưởng tôi không hiểu đạo lý này. Tôi đếm đến 10, nếu như các người không đồng ý điều kiện của tôi, vậy thì các người cứ chờ nhận xác của cô ta đi. Cho dù ông đây có chết thì cũng phải kéo theo một cái đệm. Tên đại ca đầu chọc hung dữ nói, rất rõ ràng, hắn biết rằng bản thân mình không còn một con đường lui nào nữa rồi. Lông mày của Chu Dương càng lúc càng nhíu chặt lại. Có vẻ như tình hình này đã thực sự bế tắc, ngoài việc uy hát yêu ta ra thì hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc này, anh nhìn thấy Tĩnh Tĩnh đang ở một bên, ánh mắt anh đột nhiên lóe sáng. Cô gái này vừa nãy đã trở thành bạn gái của anh có phải không? Chu Dương chỉ vào Tĩnh Tĩnh đang ở bên cạnh, Xuyên Tử, kéo cô ta qua đây. Ngưu Xuyên lập tức hiểu ý của anh, cậu ấy giữ chặt cổ của Tĩnh Tĩnh. Nhóc con, nếu cậu dám làm tổn thương cô gái đó, vậy thì tôi lập tức giết chết cô gái này. Cô gái đó không có quan hệ gì với chúng tôi, nhưng cô gái này lại là bạn gái anh. Ngưu Xuyên dương dương tự đắc nói, cho rằng bản thân mình đã nắm được thóp của tên đại ca đầu chọc. Chương 916, mơ hồ. Nhìn động tác của Ngưu Xuyên, tên đầu chọc lại nhếch miệng cười. Cậu bóp chết cô ta đi. Tên đầu chọc cười khẩy nói. Cậu bóp chết cô ta thì các cậu cũng phải ngồi tù, do các cậu tự chọn đó. Nói thật, tôi cũng không muốn làm hại cô gái trong tay tôi đâu, nhưng nếu tôi thả cô ta ra, các cậu sẽ hành hạ tôi, là do các cậu ép tôi làm vậy thôi. Tôi hết cách rồi. Nhưng các cậu có rất nhiều lựa chọn mà. Tên đầu chọc hùng hồn nói, hơn nữa còn nói chúng tim đen khiến Chu Dương đau đầu một phen. Ngưu Xuyên cũng hơi lúng túng, xem ra cách này của cậu ấy không có hiệu quả rồi. Nhưng Tĩnh Tĩnh đang bị Ngưu Xuyên bắt kia lại lo lắng. Đồ khốn, anh dám bỏ mặc tôi, Tĩnh Tĩnh hét lớn. Tôi còn không lo nổi thân mình thì lo thế nào được cái thứ vô tích sự như cô, tên đầu chọc mạnh dạn chửi lại. Đồng thời liếc nhìn Chu Dương, giờ thì các cậu quyết định đi. Tôi cho các cậu 10 giây, giờ chỉ còn lại 9 giây, nếu các cậu không thả tôi sẽ ra tay. Tên đầu chọc nói, dao găm trong tay càng kề sát vào cổ họng của cô gái, thậm chí còn vạch ra một đường máu nhỏ. Các anh là ai vậy? Các anh tha cho anh ta đi, tôi không muốn chết đâu, cuối cùng cô gái đi giày vải cũng lên tiếng. Cô ấy uất ức nhìn Chu Dương, tôi không hề quen các anh. Các anh muốn hại chết tôi sao? Thả anh ta ra thì các anh chết à? Các anh ra mặt là vì cái gì? Là vì chính nghĩa hay là muốn giúp tôi? Nếu các anh muốn giúp tôi, thì các anh phải suy nghĩ tới sự an toàn của tôi chứ. Còn nếu là vì chính nghĩa, chẳng lẽ các anh trơ mắt nhìn anh ta giết hại tôi sao? Lời của cô gái đã ca yêu ta siết động tới Chu Dương. Do anh ngứa mắt tên đầu chọc này nên mới ra mặt. Có thể nói là vì chính nghĩa. Nếu anh thả tên đầu chọc này đi anh sẽ thấy khó chịu, như thể anh đã phản bội lẽ phải, giống như anh đã cúi chịu trước thế lực gian ác mà tên đầu chọc kia đại diện. Nhưng chẳng lẽ anh lại để tên đầu chọc đó giết cô gái chỉ vì công lý thôi sao? Đương nhiên anh vẫn còn một lựa chọn khác. Đó là giả vờ đồng ý, đợi đến khi tên đầu chọc kia thả cô gái ra, anh sẽ ra tay khống chế hắn. Nhưng nếu như vậy anh vẫn cảm thấy anh đã phản bội lại công lý. Cho nên anh đã loại trừ cách đó. Cuối cùng, anh đã lựa chọn khuất phục. Ngay lúc tên đầu chọc đếm đến 1, Chu Dương đành thỏa hiệp, thả cô gái đó ra thì tôi sẽ không làm gì anh. Nghe thấy thế, tên đầu chọc cười tâu toét. Sao không nói sớm, đúng thật là, dọa tôi một phen. Tên đầu chọc kéo cô gái lùi lại mấy bước, sau đó đẩy mạnh cô ấy ra. Rồi bỏ chạy như điên. Ngưu Xuyên định đuổi theo nhưng bị Chu Dương cản lại. Chúng ta đã hứa tha cho anh ta thì cứ để anh ta đi đi. Rõ ràng là Ngưu Xuyên không cam lòng, nhưng cậu ấy vẫn nghe theo sự sắp xếp của Chu Dương, chỉ là ánh mắt cậu ấy nhìn cô gái đi giày vải không thiện cảm lắm. Cô gái bị tên đầu chọc đẩy tới chỗ Chu Dương, giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, cô ấy ngại ngùng nhìn Chu Dương. Ừ, cảm ơn các anh đã cứu tôi. Cô gái xấu hổ nói. Dù sao trong lúc cấp bách, cô đã nói ra những câu cương quyết với Chu Dương. Nhưng Chu Dương không bận tâm. Bởi cô gái này chỉ là một người bình thường,
đối với họ việc sống sót là quan trọng nhất. Anh không nghĩ cô ấy đã làm gì sai, anh chỉ cảm thấy hơi mơ màng, bất lực. Không có gì, chúng tôi làm vậy không phải vì cô đâu, Chu Dương lạnh lùng nói, chúng tôi là vì lẽ phải. Vẫn còn một câu anh chưa nói, nhưng vì cô mà lẽ phải của tôi đã thua. Cô gái lại nhìn Chu Dương, như thể muốn nói thêm gì đó. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không có gì để nói, mà ngược lại bầu không khí giữa hai người còn hơi gượng gạo. Vậy được, tóm lại cảm ơn anh, nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh, cô gái nói xong liền quay người rời đi. Giờ chỉ còn lại ba người là Chu Dương, Ngưu Xuyên và Tĩnh Tĩnh. Đương nhiên còn cả tên Cường Tử và hai tên đàn em của tên đầu chọc đang bất tỉnh nhân sự kia. Nhưng Chu Dương không hứng thú với mấy thứ này nữa. Anh định rời khỏi nơi vô vị này. Tĩnh Tĩnh liền ngăn anh lại, anh à, anh định bỏ đi như vậy sao? Không đi thì còn ở đây làm gì, Chu Dương nhíu mày, không vui hỏi. Anh không thích Tĩnh Tĩnh này lắm. Anh à, anh đi rồi thì em phải làm sao, Tĩnh Tĩnh lại hỏi. Anh đi rồi em phải làm sao là sao? Chu Dương hơi thắc mắc. Giữa chúng ta có quan hệ sao? Anh làm bạn trai em đi. Anh đã xử hết hai người bạn trai của em rồi, giờ em chẳng còn người đàn ông nào cả. Chưa đợi Chu Dương phản ứng, Tĩnh Tĩnh đã nói ra câu khiến người ta phát hoảng. Lúc này Chu Dương cạn lời rồi. Không, cút. Vậy không được, anh làm mất hai người bạn trai của em rồi, anh phải đền cho em. Tĩnh Tĩnh túm lấy cánh tay của Chu Dương không chịu buông, tại sao anh lại từ chối em? Vì em không xinh, không quyến rũ sao? Em vừa tròn 18 tuổi. Kỹ thuật của em tốt lắm. Câu này hơi quá rồi, vốn những lúc Tĩnh Tĩnh nói điều này với những tên đàn ông khác, họ đều sẽ lộ ra vẻ thèm thuồng. Nhưng khi cô ta nói điều đó với Chu Dương lại khiến anh cảm thấy buồn nôn. Tôi nói cô biết, tôi không hứng thú với cô tránh xa tôi ra, Chu Dương giữ dằn trừng mắt với Tĩnh Tĩnh rồi quay người rời đi. Ngưu Xuyên đuổi tới chắn trước mặt Tĩnh Tĩnh, để phòng cô ta tiếp tục quấy rối Chu Dương, sau đó mới đi theo anh. Hai người rời khỏi đó, tâm trạng của Chu Dương vẫn không vui lắm. Anh Dương, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Ngưu Xuyên không nhịn được liền hỏi. Cậu ấy rất tò mò về trạng thái hiện giờ của Chu Dương. Rõ ràng anh đã có tất cả, nhưng tại sao anh vẫn có vẻ giàu dĩ thế? Ngay cả lúc đối xử với tên đầu chọc vừa nãy anh cũng không còn thẳng thắn như trước nữa. Tôi đang nghĩ xem rốt cuộc tôi đang làm gì và tôi nên làm gì. Chu Dương nói ra ý nghĩ trong lòng. Anh đã mất ký ức trước kia của mình, bây giờ khi anh mở mắt ra thì dường như tất cả mọi người đều đã thay đổi. Bao gồm cả người Tạ gia, cả Thẩm Bích Quân và thậm chí là rất nhiều người khác nữa. Anh tưởng ra ngoài giải khuê có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm để xả stress tí, ai ngờ lại phải khuất phục trước mưu mô quỷ kế của tên đầu chọc. Đi ngược lẽ phải trong anh. Và qua sự việc lần này, anh càng thấy được nhiều góc khuất của lòng người, điều này càng khiến anh mơ hồ hơn. Chương 917, bản tính xấu xa. Anh nhìn ra được sự hèn yếu, thậm chí là ích kỷ từ cô gái đi giày vải. Rõ ràng cô là người duy nhất chịu thiệt thòi trong trận chiến vừa rồi, và cũng là người vô tội nhất, vì cô ấy không làm gì sai. Nhưng lúc Chu Dương cứu, cô ấy vì muốn bảo toàn tính mạng, yêu cầu Chu Dương phản bội lòng tin của mình để đến cứu cô. Dù từ đầu đến cuối đều không sai, vì cô cũng chỉ là người bình thường, bản năng muốn giữ mạng sống. Chu Dương chỉ lẳng lặng cảm nhận được sự mù quáng từ cô ấy. Trước giờ, bất kể là gì, cô ấy chỉ tin vào phán đoán bản thân, sau đó mù quáng theo đuổi. Cô không thương tiếc thân thể mình, làm việc gì cũng chẳng tính toán kỹ càng. Chỉ cần kẻ đó mạnh là đúng rồi, cứ thế đâm đầu theo họ. Cường Tử chê y dưới đều thể hiện rõ là một kẻ hèn hạ, gió chiều nào theo chiều đấy, đem lại lợi ích tốt nhất cho mình là hắn sẽ chạy theo nịnh nọt, để cố kiếm cho mình một vị trí có lợi. Tên đầu chọc chính là đại diện cho phe quyền thế, từ đầu hắn đã là người mạnh nhất, có thể coi là có đầu óc nhất. Lòng lang dạ sói, có mưu đồ cá nhân, nhưng rõ ràng dù hắn không cần a dô nịnh hót, nhưng cũng là bè lũ ích kỷ vì lợi ích cá nhân. Hắn dám làm nhiều chuyện. Cũng có thể coi là có năng lực, như lúc trước Chu Dương xuất hiện, hắn là người kiểm soát vòng tròn nhỏ đó. Nhưng đáng tiếc, dù có năng lực, nhưng hắn chỉ là nô lệ của chính mình. Hắn muốn bản thân có mọi thứ,
kể cả người khác cũng chỉ là công cụ để hắn thỏa mãn chính hắn. Tóm lại, vừa nãy phát sinh một vấn đề nhỏ giữa mấy người, song đã đủ để bộc lộ hết những bản tính xấu xa của bọn họ. Ai cũng có nhược điểm chí mạng, hoặc cũng không hẳn là nhược điểm, mà là tính cách xấu xuất hiện do bọn họ phải sinh tồn trong xã hội. Nhưng những điều này khiến Chu Dương rất khó chịu. Anh có chính nghĩa của bản thân, nhưng khi đối diện mấy người này, anh đành bất lực. Rõ ràng anh có mọi thứ, nhưng lại chẳng làm được gì với mấy người bình thường này. Anh đang nghĩ gì vậy, anh Dương? Ngưu Xuyên đứng bên cạnh nghe Chu Dương nói xong, mới nhẹ nhàng thở phào, ra vẻ ung dung. Này, sao cậu lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra vậy? Những chuyện này khiến tôi rất khổ tâm, Chu Dương không nhẫn nhịn được, anh thấy ngay cả Ngưu Xuyên cũng chẳng hiểu mình. Không phải em không hiểu anh, chỉ là em thấy, dựa vào năng lực của anh, chắc chắn anh sẽ không bị rơi vào bế tắc, Ngưu Xuyên tự tin nói. Cậu hiểu Chu Dương rất rõ. Trong lòng cậu, Chu Dương là người rất mạnh, kể cả tài nghệ võ thuật cho đến tư tưởng. Chu Dương trước kia, tài nghệ võ thuật không phải đối thủ của Ngưu Xuyên, hoàn toàn là đồ đệ của cậu. Dù năng lực võ nghệ chỉ xứng là đồ đệ của Ngưu Xuyên, nhưng thực tế, Ngưu Xuyên luôn đối xử anh như một người anh. Nguyên nhân đơn giản vì cảnh giới tư tưởng của Chu Dương rất cao. Dù gặp chuyện gì, anh cũng nhanh chóng phán đoán, phân tích toàn diện vấn đề, sau đó đưa ra quyết định. Một người mạnh mẽ và tự tin như vậy, là người hành động có quy tắc, biết rõ vị trí bản thân ở đâu. Cũng nhờ thế, nên anh lúc nào cũng đưa ra phán đoán chính xác nhất. Bất luận điều gì, cũng sẽ không bị lạc lối. Giờ nghe thấy Chu Dương vì chút chuyện nhỏ mà thấy mịt mù, Ngưu Xuyên lập tức bình tĩnh lại, là bởi cậu nghĩ anh sẽ nhanh chóng suy nghĩ thông suốt. Anh Dương, em nhớ lúc trước anh bảo, thế giới này rất rộng lớn. Thực lực một người dù mạnh thế nào, nhưng cũng chỉ gây ảnh hưởng nhỏ bé đến thế giới. Ví như, trước khi Chu Dương ra đời, trên y thế giới đã có nhiều hoàng đế võ giả, nhưng sao bọn họ không gây chấn động gì tới thế giới chứ? Đơn giản là vì bọn họ không làm được. Dân số thế giới bao nhiêu? Mấy triệu người, còn hoàng đế võ giả chỉ có vài chục người. Nó như việc một người đứng ra quản lý 100 triệu người, hoàng đế võ giả dù rất mạnh nhưng không thể can thiệp đến cuộc sống nhiều người như vậy. Con người có tính xấu, điều này không tránh được. Chúng ta chẳng phải nên mạnh mẽ để giúp bản thân tránh xa những đức tính xấu xa đó sao? Để tự mình, rồi những người bên cạnh, mãi mãi tránh được những thứ đó, vậy là đủ rồi. Ngưu Xuyên kiên định nói, vì những lời này Chu Dương từng nói với cậu trước kia. Bây giờ Chu Dương đủ năng lực mua một biệt thự rộng lớn, để những người anh yêu thương, thân thiết sống ở đó, sau đó thuê người giúp việc tới chăm sóc họ. Khi đó, dù là Chu Dương hay người bên cạnh anh, đều được sống cuộc sống mình mong muốn. Dù chê y thế giới đầy rẫy bóng tối xấu xa, con người tàn nhẫn, cũng chẳng liên quan gì tới họ. Đây mới là lý do để một người muốn mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ người mình thương yêu là đủ rồi. Nghe Ngưu Xuyên nói xong, trong đầu Chu Dương lóe lên một suy nghĩ, như thể nghĩ ra điều gì. Con người mà, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được đúng không? Những lời này chẳng phải anh từng nói sao? Đúng, anh từng là một kẻ tầm thường. Mục tiêu lớn nhất của anh, là trở về Chu gia, thành người có tiền để chăm sóc mẹ, Tạ Linh Ngọc cùng với những người xung quanh anh. Vậy sao giờ anh lại thấy mất mát đến thế? Từ lúc nào? Anh thành người chính nghĩa như vậy. Anh lắc đầu, cố gắng ngừng suy nghĩ về những điều này, và sau đó nghĩ đến Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân. Đây là hai người phụ nữ anh quan tâm nhất. Chắc chắn họ cũng yêu thương anh. Và tình huống hiện tại chắc chắn là cách giải quyết hoàn hảo nhất. Có vẻ Chu Dương giờ đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, anh không còn vướng bận việc phản bội công lý trong lòng, cũng không khó chịu khi Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc trở nên như thế này. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn thấy bất an. Giọng nói lúc trước lại xuất hiện, đừng chấp nhận. Đừng chấp nhận. Rốt cuộc không chấp nhận cái gì. Chu Dương đau khổ ôm chặt đầu. Giờ chẳng có vấn đề gì cả. Cuộc sống của anh đang vô cùng hạnh phúc. Anh có mọi thứ, tiền không còn phải bận tâm, thậm chí anh có tài sản của cả thành phố. Anh nhìn thấu bản chất xấu xa của con người, và có đủ năng lực để thoát khỏi những thứ đó. Gây dựng một cuộc sống hạnh phúc.
người quan tâm cũng luôn bên cạnh anh. Vậy anh phải kháng cự điều gì? Đến bản thân Chu Dương cũng không hiểu nổi. Chương 918, tiền có thể sai khiến ma quỷ. Cuộc sống như vậy là đủ rồi. Chu Dương cố gắng tự thuyết phục mình, nhưng không biết vì sao, trong lòng anh luôn có chút kháng cự. Anh không nói rõ được sự kháng cự ấy đến từ đâu, thậm chí anh còn chẳng tìm nổi lý do để bác bỏ cuộc sống hiện tại của mình, nhưng anh vẫn chẳng có cách nào xóa bỏ cảm giác kháng cự kia. Xem ra chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, vừa đúng lúc Chu Dương muốn mở di động ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến là Tô Hiểu Manh, một trong ba cô gái của Rocket Girl. Sao cô nhóc này lại gọi điện cho mình? Chu Dương nhấn nghe máy, bởi vì mất đi ký ức nửa năm, cho nên trong ấn tượng của Chu Dương anh và Tô Hiểu Manh đã rất lâu không liên lạc. Nhưng Chu Dương vẫn rất có thiện cảm với cô nhóc mang thân phận ngôi sao lớn này. Dẫu sao Tô Hiểu Manh thực sự đã giúp đỡ anh không ít, nhất là trong khoảng thời gian trước đây. Alo, Tô Hiểu Manh, nhớ anh hả? Chu Dương khẽ hỏi. Mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng anh không muốn để lộ cảm xúc trước mặt Tô Hiểu Manh, nên cố ý dùng giọng điệu thoải mái nhất để nói chuyện. Sao vậy anh Chu Dương, hôm nay anh đã hứa sẽ đến gặp Hiểu Manh mà. Sao có thể nói là em nhớ anh được chứ? Tô Hiểu Manh nói với giọng dễ thương, thật ra cô cũng nhớ Chu Dương. Dưới sự nhõng nhẽo làm nũng của cô, ba ngày trước Chu Dương đã đồng ý hôm nay sẽ đến thăm cô. Hôm nay cô chỉ cần đợi Chu Dương xuất hiện là đủ, vì vậy nhất định sẽ không thừa nhận mình nhớ Chu Dương. Chu Dương nghe xong những lời này lập tức cảm thấy đau đầu. Anh hứa sẽ đến gặp Tô Hiểu Manh khi nào vậy? Sao anh hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả? Em đang ở đâu? Chu Dương hỏi. Nếu Tô Hiểu Manh đang ở Đông Hải vậy bây giờ nhanh chóng đi qua chắc vẫn kịp. Anh Chu Dương, anh quên luôn chuyện này rồi đúng không? Còn không biết em đang ở đâu nữa? Giọng nói Tô Hiểu Manh có hơi tức giận. Hứ, Hiểu Manh giận rồi, không thèm để ý đến anh nữa. Chu Dương toát mồ hôi. Anh thực sự quên sạch rồi. Nhưng chuyện này không thể trách anh được. Anh quên đi rất nhiều chuyện. Anh mất đi ký ức của nửa năm, làm sao mà nhớ được chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng nếu nói những lời này với Tô Hiểu Manh, không biết cô ấy có tin hay không. Hiểu Manh à, em đừng trách anh thật sự không nhớ, nhưng không phải anh không quan tâm đến em, mà bởi vì hôm nay anh bắt đầu phát hiện ra bản thân mất trí nhớ, quên mất ký ức của một nửa năm rồi, Chu Dương vội vàng nói. Anh tưởng rằng Tô Hiểu Manh nghe những lời này xong sẽ rất tức giận, cho là anh kiếm cớ giải thích. Dù sao thì đa số phụ nữ đều như vậy. Nhưng Tô Hiểu Manh lại khác, đây là một cô gái hết sức đơn thuần đến mức khó tin. Nghe những lời này của Chu Dương, phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng, hả? Anh Chu Dương, xảy ra chuyện gì vậy, thân thể anh không sao chứ? Cơ thể anh không sao, chỉ đơn giản là bị mất ký ức nửa năm. Vì vậy em đừng trách anh, Chu Dương nói. Tô Hiểu Manh đâu còn chỗ nào để trách móc Chu Dương nữa. Cô lập tức nói, là vậy sao anh Chu Dương, vậy bây giờ anh đang ở đâu, em đến tìm anh. Tô Hiểu Manh rất quan tâm đến Chu Dương, thậm chí không dám để anh ra ngoài một mình. Trong tình huống này Chu Dương cũng chỉ có thể cười gượng. Sau đó nói Tô Hiểu Manh yên tâm, anh có thể đến tìm cô ấy. Chỉ là mất đi ký ức nửa năm mà thôi, cũng không phải biến thành đứa ngốc, chuyện đơn giản như đi ra ngoài một mình đương nhiên vẫn làm được. Hơn nữa nghe ẩn ý của Tô Hiểu Manh, cô ấy nhất định đang ở Đông Hải, nếu không cũng sẽ không nói lập tức đến tìm mình. Nghe Chu Dương nói vậy, Tô Hiểu Manh mới yên tâm đôi chút, sau đó nói địa chỉ của mình cho anh. Cô vẫn ở cùng hai cô gái của Rocket Girl như trước, lần quay về Đông Hải này cũng là yêu cầu của riêng Tô Hiểu Manh. Bọn họ không có bất kỳ hoạt động nào, coi như là công ty cho nghỉ phép. Được, bây giờ anh qua gặp em. Chu Dương trả lời, tạm biệt Ngưu Xuyên, anh lái xe thẳng đến khách sạn nơi Rocket Girl ở. Như mọi khi, ba cô gái Rocket Girl không tiện ra ngoài khách sạn đón Chu Dương. Vì vậy lần này đến đón Chu Dương vẫn là chị Dương, quản lý của nhóm. Chu Dương nhớ ra cô gái này là người rất xinh đẹp, mang khí chất một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng chí khí rất cao, có chính kiến của bản thân, là một người không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp. Vì vậy khi nhìn thấy chị Dương, Chu Dương tỏ ra rất khách sáo, chị Dương, lại phiền chị rồi.
Chu Dương nói câu này hết sức chân thành. Mặc dù mỗi lần anh và Tô Hiểu Manh gặp mặt, theo lý thuyết mà nói đều là tự nguyện, không ai xen vào, cũng chẳng liên quan đến ai khác. Nhưng Chê Y thực tế, bởi vì đặc thù công việc của Tô Hiểu Manh, cho nên mỗi lần Chu Dương và Tô Hiểu Manh gặp nhau, là một sự phiền phức với chị Dương. Đầu tiên là phải bí mật, nếu bị người khác biết chuyện Tô Hiểu Manh gặp riêng Chu Dương, fan hâm mộ của Rocket Girl nhất định sẽ không chịu để yên. Tới lúc đó, công việc của Tô Hiểu Manh còn có thể tiếp tục hay không là một vấn đề lớn. Hơn nữa, nếu đụng đến những người hâm mộ tương đối cực đoan, bọn họ nhất định sẽ làm ra những chuyện rất quá đáng, đây lại là một vấn đề rất lớn khác về sự an toàn của Tô Hiểu Manh. Thực tế thì loại chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Nói ra cũng lạ, trước đây mỗi lần Chu Dương gặp Tô Hiểu Manh, đều mang đến nguy hiểm lớn nhỏ cho cô ấy. Nhưng đối với chuyện này chị Dương chưa từng để tâm, cũng không hề trách móc Chu Dương. Mặc dù chị Dương sẽ khó chịu, nhưng Chu Dương thấy đó là chuyện đương nhiên, có thể hiểu được. Vì vậy một câu vất vả của anh là thật lòng muốn cảm ơn chị Dương. Vốn tưởng rằng chị Dương vẫn không để ý đến anh, hơn nữa sẽ rất kiêu ngạo nói, không cần khách sáo, chỉ cần sau này cậu bớt đến gặp Tô Hiểu Manh, tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Đây mới là lời thoại thuộc về chị Dương, nếu là trước đây, chị Dương nhất định sẽ nói như vậy. Nhưng lần này, chị Dương lại hoảng sợ cúi người, Chu thiếu gia nói lời này tôi không dám nhận, phục vụ Chu thiếu gia, sao có thể nói là phiền phức được. Chị Dương hết sức lo sợ nói, Chu Dương nhìn thấy hơi ngỡ ngàng. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Chị Dương có thái độ thế này, nói trắng ra là vì thân phận của mình đi. Đúng là tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, mình trở về Chu gia, trở thành lựa chọn đầu tiên cho vị trí người thừa kế của Chu gia, ngay cả một người kiêu ngạo như chị Dương cũng thay đổi thái độ với mình, trở nên khiêm tốn hơn. Nhưng Chu Dương không hề kiêu căng hay dương tự đắc vì điều đó, trái lại, anh còn buồn bực không thoải mái. Chương 919, khoa trương quá rồi đấy. Nhưng Chu Dương không nói gì với chị Dương, dù sao hai người cũng không quá thân thiết. Chu Dương thản nhiên gật đầu, đi vào khách sạn, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng Tô Hiểu Manh. Anh Chu Dương, anh đến rồi, Tô Hiểu Manh vui mừng, nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy anh. Ừ, anh đã đồng ý thì nhất định sẽ đến, Chu Dương mỉm cười xoa đầu Tô Hiểu Manh. Không hổ là ngôi sao lớn, Tô Hiểu Manh mặc dù không phải kiểu tài sắc vẹn toàn, không có khí chất mạnh mẽ. Nhưng hiển nhiên, cô gái này rất dễ được yêu thích. Luôn có vẻ đáng yêu khiến người khác quý mến. Ngay cả Chu Dương cũng không cưỡng lại được. Ừ, anh Chu Dương là tốt nhất, tuyệt đối sẽ không lừa em. Em luôn tin tưởng anh Chu Dương, Tô Hiểu Manh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương, cô rất vui. Chu Dương cũng vui mừng, nắm tay Tô Hiểu Manh hỏi, lần này mấy em đến Đông Hải chơi hả? Định đi chơi đâu chưa? Anh đưa em đi. Vốn dĩ Tô Hiểu Manh đang rất vui vẻ, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó cười bất đắc dĩ, không cần vội, bọn em tạm thời vẫn chưa nghĩ ra muốn đi chơi ở đâu. Tô Hiểu Manh gượng gạo nói, anh Chu Dương, anh có thể tới đây em đã rất vui rồi, anh ngồi đây với em một lát được không? Vậy sao, Chu Dương thấy hơi kỳ lạ, cũng được thôi, nhưng bọn em thật sự không định đi đâu chơi sao? Lúc trước, khi gặp Chu Dương, Tô Hiểu Manh nhất định sẽ kéo anh đi chơi đủ mọi loại trò chơi. Dù là không có mục tiêu, cũng có thể tùy thời quyết định, nhưng lần này, Tô Hiểu Manh lại từ chối anh. Chuyện này khiến Chu Dương cảm thấy hơi không bình thường. Hiểu Manh, em nói với Chu thiếu gia đi, cậu ấy nhất định sẽ giúp em, hơn nữa chuyện này, cũng không phải là khó khăn gì với cậu ấy. Đúng lúc này, chị Dương đẩy cửa bước vào, khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường nói. Cô nhìn Tô Hiểu Manh nói, ẩn ý rất rõ ràng, Tô Hiểu Manh có chuyện giấu Chu Dương. Chu Dương nhìn Tô Hiểu Manh, nhưng cô lại hổ thẹn cúi đầu. Xảy ra chuyện gì vậy Hiểu Manh? Em có chuyện gì giấu anh hả? Chu Dương hỏi thẳng. Chẳng trách Tô Hiểu Manh phản ứng kỳ lạ như vậy, thì ra là có chuyện cần nhờ mình giúp, nhưng ngại không dám nói ra. Cô bé ngốc này, còn ngại ngùng không dám nói với mình nữa. Lúc mình có khó khăn, Tô Hiểu Manh cũng giúp đỡ anh không ít. Bỗng nhiên Chu Dương thấy hơi đau lòng, vội vàng hỏi, rốt cuộc là sao? Mau nói cho anh biết, nếu anh giúp được nhất định phải nói với anh.
Chu Dương chân thành nói, nhưng Tô Hiểu Manh vẫn cúi đầu không chịu nói ra. Ngay khi Chu Dương còn đang lúng túng, chị Dương đứng bên cạnh lên tiếng, được rồi Hiểu Manh, nếu em không định nói, thì để chị. Tô Hiểu Manh muốn ngăn chị Dương lại nhưng không kịp, chị Dương đã giải thích đại khái nguyên do cho Chu Dương. Tô Hiểu Manh nổi tiếng, có thể coi như là thuộc nhóm ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước, sức ảnh hưởng của fan hâm mộ càng ngày càng lớn, lan rộng đến cả nước ngoài, đây chắc chắn là một việc rất tốt với Tô Hiểu Manh, là cơ hội lớn để trở thành một siêu sao quốc tế. Tô Hiểu Manh phải tiến quân vào thị trường quốc tế. Đó là chuyện tốt mà, Chu Dương nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Lẽ nào khi tiến quân vào thị trường quốc tế gặp khó khăn gì sao? Chị Dương gật đầu, xác nhận đúng là có vấn đề. Chuyện Tô Hiểu Manh tiến quân vào thị trường quốc tế, đối với từng người trong giới giải trí mà nói, có người vui thì cũng có kẻ lo âu. Công ty có quan hệ với công ty của chị Dương đương nhiên hy vọng Tô Hiểu Manh có thể thành công tiến quân vào thị trường quốc tế. Nhưng thị trường quốc tế có vài siêu sao giống Tô Hiểu Manh, thì lại vô cùng bài xích việc Tô Hiểu Manh gia nhập. Dù sao phong cách này của Tô Hiểu Manh chê y thị trường quốc tế cũng có rất nhiều. Vốn dĩ mấy siêu sao đó có thể chia đều thị trường này, bây giờ có thêm Tô Hiểu Manh, thị trường của họ càng lúc càng ít đi. Trong số đó, người phản kháng Tô Hiểu Manh quyết liệt nhất là một cô gái phương Tây tên là Jasmine. Cô gái này tuổi tác không lớn lắm, năm nay 22 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, trước kia khi Tô Hiểu Manh chưa bước chân vào thị trường quốc tế, có thể nói cô ta chính là ngôi sao mang phong cách dễ thương hot nhất thế giới. Nhưng Tô Hiểu Manh cũng là ngôi sao có phong cách dễ thương, bây giờ nếu Tô Hiểu Manh gia nhập thị trường quốc tế, nhất định sẽ cướp mất một lượng lớn người hâm mộ của cô ta, vì vậy cô ta phản kháng rất quyết liệt. Lợi dụng mọi mối quan hệ để ngăn chặn tài nguyên của Tô Hiểu Manh, ngay cả khi Tô Hiểu Manh đã được phóng viên phỏng vấn, cô ta cũng lợi dụng quan hệ để không cho chương trình phỏng vấn đó phát sóng. Nếu vậy, Tô Hiểu Manh sẽ không có cơ hội tỏa sáng. Điều đó gần như là đòn chí mạng đối với một ngôi sao. Mà lần này chị Dương nhờ Chu Dương giúp, mục đích rất rõ ràng, hy vọng Chu Dương có thể dùng thực lực của mình, khiến những mối quan hệ của Jasmine không thể ngăn cản sự trở lại của Tô Hiểu Manh nữa. Chu Dương nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Không phải là anh không muốn giúp Tô Hiểu Manh, mà anh không biết giúp như thế nào. Dù rằng anh biết, bản thân hiện tại đã trở thành đại thiếu gia của Chu gia, cũng có gia cảnh lớn. Nhưng gia cảnh của mình ra sao? Nếu muốn giúp Tô Hiểu Manh, thì nên tìm ai đây? Chu thiếu gia, chuyện này chắc hẳn không phải khó khăn đối với cậu, lẽ nào cậu không muốn giúp Hiểu Manh sao? Thấy Chu Dương cau mày, chị Dương không nhẫn nhịn được, liền hỏi. Cô cho rằng Chu Dương thấy chuyện này phiền phức nên không muốn giúp. Nhưng Chu Dương cười gượng, lắc đầu, nếu có thể giúp tôi đương nhiên rất sẵn lòng. Nhưng bây giờ tôi phải nghĩ xem, chuyện này nên tìm ai mới giúp được Hiểu Manh. Chuyện này mà còn cần nghĩ sao? Sở dĩ Jasmine có thể tự cao tự đại như vậy, là bởi vì cô ta có Hoàng thất đế quốc Đại Mễ chống lưng. Dựa vào quan hệ của cậu và Hoàng thất đế quốc Đại Mễ, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết chuyện này rồi, chị Dương không vui nói. Cô cảm thấy Chu Dương không muốn giúp. Bằng không, chuyện này đối với anh chỉ là chút chuyện còn con. Gọi điện cho Hoàng thất đế quốc Đại Mễ, Chu Dương ngẩn người, mình có mối quan hệ này sao? Có điều nghĩ lại thì cũng có lý, dẫu sao Chu gia đã được mệnh danh là gia tộc hạng nhất ở phương Đông. Mà chuyện mình là người thừa kế của gia tộc hạng nhất phương Đông, có quen biết với thành viên Hoàng thất đế quốc Đại Mễ hình như cũng không phải chuyện lạ. Sau đó anh mở điện thoại, thật sự tìm được một số liên lạc ghi là người của Hoàng thất đế quốc Đại Mễ. Chương 920, cố ý cảnh cáo khiến người khác khiếp sợ. Khi nhìn thấy người liên lạc này, Chu Dương do dự một lát, bởi vì anh không biết người này là ai. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhấn điện thoại, dẫu sao bây giờ Tô Hiểu Manh quả thật cần giúp đỡ, nên bản thân thật sự có thể giúp thì không lý nào Chu Dương lại không giúp Tô Hiểu Manh một tay. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đối phương dùng tiếng phổ thông quái lạ nói, xin chào, cho hỏi anh có phải là Chu thiếu gia không? Chu Dương có một loại cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng là mình điện thoại cho người ta, mình còn chưa hỏi đối phương là ai, không ngờ đối phương lại hỏi trước mình có phải Chu thiếu gia không. Tôi là Chu Dương. Chu Dương giới thiệu sơ lược chút về thân phận của mình,
cũng không kiêu ngạo nói mình chính là Chu thiếu gia gì đó. Thật ra đối với cách gọi Chu thiếu gia này, anh thấy hơi mâu thuẫn. Không ngờ thật sự là Chu thiếu gia vĩ đại, Chu thiếu gia, cuối cùng anh cũng chịu điện thoại cho bọn tôi rồi, xin hỏi anh có gì căn dặn. Giọng của đối phương rõ ràng là vô cùng kaiota siết động, giống như Chu Dương có thể điện thoại cho họ là một niềm vinh hạnh của họ. Nhưng, chết tiệt, các người không phải hoàng thất sao? Hoàng thất không phải là cái kiểu cực kỳ kiêu ngạo à? Tại sao nhận một cuộc điện thoại của anh đã kaiota siết động thành bộ dạng này? Còn dặn dò, hoàng thất bây giờ đều khiêm tốn như vậy sao? Bỗng chốc Chu Dương không biết nên nói gì. Đối phương dường như cảm nhận được sự trầm tĩnh của Chu Dương, liền vội vàng nói, sao vậy Chu thiếu gia, bọn tôi nói sai chỗ nào sao? Chu Dương cười gượng. Không, tôi tìm các anh quả thật vài chuyện cần nói. Trong hoàng thất các anh có phải là có một nghệ sĩ tên Jasmine? Chu Dương thẳng thắn nói ra câu hỏi của mình. Vốn dĩ anh mang thái độ nhờ vả người khác để gọi cuộc điện thoại này. Nhưng thái độ của đối phương quả thật quá kính cẩn, khiến Chu Dương cũng không biết nên nói những lời khách sáo kia thế nào, chỉ đành dùng giọng điệu ra lệnh để nói. Jasmine, đối phương trầm ngâm một lát. Hình như là đã từng nghe có một nghệ sĩ như vậy, nhưng cô ta thật sự có quan hệ với hoàng thất chúng tôi sao? Không có quan hệ với hoàng thất. Chu Dương cũng sửng sốt. Sao lại không có quan hệ với hoàng thất? Nếu không có quan hệ với hoàng thất, tại sao chị Dương bảo mình dựa vào mối quan hệ này? Chu Dương chưa phản ứng kịp đã nghe đối phương nói, Chu thiếu gia, anh không cần lo lắng, tôi sẽ tra rõ xem cô ta rốt cuộc có quan hệ với hoàng thất chúng tôi không. Tôi muốn hỏi Chu thiếu gia một chút, mục đích anh hỏi vấn đề này là gì? Nếu anh vừa ý nghệ sĩ này hoặc anh muốn ngăn chặn sự phát triển cô ta, hãy nói với tôi. Cho dù cô ta không có quan hệ với hoàng thất chúng tôi cũng có thể thay anh ra mặt đóng băng hoạt động của cô ta. Chu Dương vội vàng phủ nhận, đồng thời nói về chuyện của Tô Hiểu Manh với đối phương. Tô Hiểu Manh này là bạn của tôi vì thế tôi muốn, nếu Jasmine đó là thành viên của hoàng thất các anh, thì mong các anh bảo cô ta hãy ngừng tấn công Tô Hiểu Manh. Nói thẳng ra, Chu Dương hoàn toàn không biết Jasmine đó. Nếu không phải cô ta chủ động ngăn cản Tô Hiểu Manh tiến quân vào thị trường quốc tế, thì có thể cả đời Chu Dương cũng không qua lại với Jasmine này. Nhưng thành viên hoàng thất vừa nghe, đã cho rằng Jasmine kia đã chọc giận Chu Dương. Hiệu suất làm việc của đối phương rất cao, thoáng chốc đã tra ra thân phận của Jasmine. Giọng nói của anh ta hơi sợ hãi, tiếng phổ thông vốn dĩ đã không chuẩn lắm, lúc này càng thêm run rẩy. Chu thiếu gia, chúng tôi đã có được thông tin. Cô Jasmine kia quả thật là thành viên của hoàng thất chúng tôi. Nhưng cô ta chỉ thành viên hoàng thất sát biên giới, vì thế tạm thời tôi không liên lạc được, xin Chu thiếu gia trách phạt. Còn về chuyện mà anh nói, bên phía tôi đã xử lý rồi. Cách chức thân phận thành viên hoàng thất của Jasmine, đồng thời lấy danh nghĩa hoàng thất tiến hành đóng băng hoạt động của cô ta, từ nay về sau, trên y thế giới này cũng không có nghệ sĩ Jasmine, cô ta không có được bất kỳ tài nguyên nào nữa. Còn Tô Hiểu Manh bạn của anh, bên chúng tôi cũng đã gửi thông báo, sau này cô ấy chính là bạn của hoàng thất chúng tôi, tài nguyên giải trí của hoàng thất chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ cô ấy. Dường như đối phương sợ Chu Dương sẽ tức giận, nên một hơi nói ra hết toàn bộ thành ý của mình. Chu Dương thấy buồn cười. Sao anh có thể tức giận chứ? Vốn dĩ là nhờ vào người khác giúp đỡ, bây giờ thành ý của đối phương đã đủ như vậy rồi. Anh cảm ơn còn không kịp nữa có gì mà phải giận. Nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy. Là hoàng thất nhưng bọn họ ở trước mặt Chu Dương lại không có chút cao ngạo mà hoàng thất nên có. Chu thiếu gia, chuyện này là sai lầm của hoàng thất chúng tôi. Hoàng thất chúng tôi tội đáng muôn chết. Để bù đắp sai lầm của chúng tôi quyết định tặng 1/2 tài sản dưới danh nghĩa hoàng thất cho anh. Hy vọng anh đừng từ chối. Chu Dương sững sờ. Hoàng thất này hào phóng như vậy à? Vừa mở lời là 1/2 tài sản. Bọn họ có bao nhiêu, 1/2, có thể tặng chứ? Nếu lần sau lại đắc tội Chu Dương, bọn họ dứt khoát tặng cả hoàng thất cho Chu Dương luôn nhỉ? Món quà lớn này Chu Dương chắc chắn không thể nhận, anh vội nói cái này không cần đâu, các anh xử lý xong chuyện là được rồi, có thời gian lại liên lạc. Sau khi nói xong, Chu Dương liền vội vàng tắt điện thoại. Anh còn thở phào nhẹ nhõm,
chỉ sợ vừa nãy mình không cẩn thận sẽ đồng ý điều kiện của đối phương. Bởi vì lúc nãy điện thoại bật chế độ loa ngoài, bây giờ Chu Dương hoàn hồn lại, phát hiện chị Dương và Tô Hiểu Manh đều trợn mắt há mồm nhìn anh. Chu Dương này cũng quá kiêu ngạo rồi. Đối phương là hoàng thất đó. Chu Dương chỉ gọi một cuộc điện thoại liền dọa thành viên hoàng thất kia thành như vậy rồi sao? Hơn nữa đối phương có thể vừa mở lời liền tặng Chu Dương 1/2 tài sản, thì đã nói rõ địa vị của đối phương trong hoàng thất vô cùng tôn quý, quyền hạn vô cùng tối cao. Rất có thể chính là vua trong hoàng thất đó cũng không chừng. Đường đường là vua, khi đối mặt với Chu Dương lại sợ đến tè ra quần. Đây là khái niệm gì chứ? Chị Dương cũng không nghi ngờ, ví dụ vừa nãy Chu Dương bảo hoàng thất giải tán, vậy hoàng thất đó thật sự rất có thể sẽ lập tức giải tán sao? Đây rốt cuộc là sức uy hiota và sức kêu gọi thế nào chứ? Đương nhiên về điểm này, bản thân Chu Dương cũng không thể ngờ được. Anh cười gượng, nói với Tô Hiểu Manh, ổn rồi Hiểu Manh, bây giờ chuyện đã được giải quyết, em có thể tiếp tục tiến quân vào thị trường giải trí quốc tế rồi. Lần này sẽ không còn ai ngăn cản em nữa. Lời nói này chắc chắn là không sai, dẫu sao Jasmine vì đã ngăn cản Tô Hiểu Manh mà đã bị đóng băng hoạt động, cứ như vậy những nghệ sĩ khác có ý định ngăn cản Tô Hiểu Manh cũng phải cân nhắc về gia cảnh của mình. Có thể nói, hành động này của Chu Dương đã ngăn chặn sự phát triển không chỉ một mình Jasmine. Hơn nữa còn là hành động cố ý cảnh cáo, khiến tất cả những nghệ sĩ có suy nghĩ xấu xa với Tô Hiểu Manh đều gây iota sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.